Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm Linh Việt. Hôm nay Tâm Linh Việt xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ sau cái vụ năm lác giải trùng tang cho nhà thằng Quang thì lão nổi như cồn. Cứ một đồn 10, rồi 10 thì lại đồn 100. Nhưng năm lác có bao giờ nhận làm bùa làm phép gì cho ai đâu. Quá lắm khi có chuyện thật sự cần thì lão mới ra tay mà giúp đỡ. Lão Năm vẫn ngày qua ngày vung chảo múa vá rầm rầm bên cái bếp lửa trong nhà hàng. Nhưng dạo gần đây, tình hình kinh tế nó lại rơi vào cái thời điểm khó khăn. Du lịch cũng trì trệ, lượng khách đến Nha Trang cũng giảm xuống đáng kể. Nhà hàng bóng xanh suốt mấy tháng nay cũng chẳng có bóng khách nào nên cũng đành đóng cửa. Nói trắng ra là bốn anh em lão Năm lại rơi vào tình trạng thất nghiệp. Năm lác thuê được cái mặt bằng nhỏ nằm ở đường Hòn Trồng, tính mở cái quán nhậu cá nướng để bán từ chiều đến khuya. Lúc này Năm Lác đang ngồi trên chiếc xe chạy bon bon trên con đường Trần Phú, hướng về Hòn Trồng. Miệng lão ngậm điếu thuốc méo qua một bên, vừa đi vừa đưa mắt nhìn về phía bãi cát dài. Có mấy em xinh tươi người Nga đang mặc bikini mà phơi nắng. Lão Năm nhếch mép cười cười. Mẹ nó trắng thế nhờ, tầm này mà vào tay ông thì... Hề hề. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong túi quần. Lão Năm Lác đưa tay móc lấy cái điện thoại ra ngoài thì thấy là thằng Bảy đang gọi. Alo, anh đây. Gì đấy? Alo anh Năm à? Anh đang đâu đấy? Tao đang mang ít đồ qua quán để cúng khai trương đây này. Thế làm sao? Chúng mày qua hết chưa? Ấy, còn mỗi anh là chưa qua thôi. Nhanh lên nào. Bọn em đợi mãi từ sáng đến giờ. Rồi rồi, tao qua giờ. Năm Lác cho điện thoại vào lại trong túi, rít lấy hơi thuốc cuối rồi ném tàn thuốc vào trong thùng rác gần đó. Lão vít ga mà chạy một mạch đến đầu đường Hòn Trồng. Nhìn từ xa đã thấy rất đông người đang tụ tập trước quán. Lão Năm nheo mắt. Mẹ gì đấy, sáng nay mới cúng thôi, chứ có bán buôn gì đâu mà lắm người đến thế. Lão phi nhanh tới trước quán rồi thắng kít chiếc xe lại. Đưa mắt nhìn vào trong thì thấy thằng Bảy Lươn đang liên thuyên. Khua tay múa chân nói đủ thứ chuyện trên đời, mà không có câu nào là liên quan tới việc quán bán cá nướng. Vừa trông thấy lão Năm thì Bảy Lươn đi nhanh ra rồi lên tiếng nói lớn. Đây rồi, anh Năm đây rồi. Vào nhanh, hề hề. Năm Lác đưa mắt nhìn tấm bảng lớn đang treo ở trên, được phủ một tấm khăn đỏ thì lên tiếng. Ôi, chúng mày làm gì đấy? Bảy Lươn lúc này cầm cái micro nói lớn. Ây, kính thưa hội đồng xét xử. Kính thưa quý vị đại biểu và mọi người có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi là Bảy Lươn, đàn em thân tín của anh Năm Lác đây. Hôm nay chúng tôi trân trọng thông báo lễ khai trương của công ty chúng tôi. Năm Lác nghe vậy thì giật mình. Ôi rồi. Công ty gì? Tôi xin trân trọng giới thiệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyên trừ ma và bắt quỷ. Năm Lác Undertaker, Tổng Giám đốc, ông Huỳnh Minh Mận. Bùm, bùm, bùm. Sâu pháo lớn treo trước cửa được 6 bưởi đốt nổ vang lên. Lão Năm Lác thấy vậy thì giật mình đưa tay lên bịt tai. Những người xung quanh thì vỗ tay rầm rầm để chúc mừng. Lúc này thằng Quang kéo cái loa lớn từ bên trong ra trước cửa, rồi mở nhạc to lên đùng đùng. Lời bài hát cùng với giọng của ca sĩ Lương Bích Hữu vang lên, tưởng chừng như là đang đón xuân chẳng bằng. Thần tài đến hãy giang tay đón mời. Thần tài đến. Rét, tiếng còi huýt vang lên khiến tất cả giật mình quay lại. Lúc này có chiếc xe thùng lớn màu xanh rêu lao nhanh tới, rồi thắng kít lại trước đường. Mọi người đưa mắt nhìn về thì thấy trên xe bước xuống có bốn người mặc cảnh mục màu xanh lá cây. Hai người còn lại mặc quân phục cảnh sát cơ động, tay cầm ba ton dài. Bảy Lươn đang nhảy nhảy thì giật mình đứng lùi lại. Năm Lác đỡ người nhìn về phía sáu người cán bộ đang đi nhanh vào trước quán. Năm Lác lầu bầu chửi. Thôi chết mẹ rồi, thần tài của chúng mày đấy à? Xin lỗi, ở đây ai là Năm Lác? Một người cán bộ đưa tay chào rồi lên tiếng. Rồi đưa mắt nhìn về phía những người trước mắt. Lúc này tất cả đều đứng lùi lại, để lão Năm đứng trước. Lão đưa tay gãi gãi đầu rồi cười cười. Ây, ây, hề hề, tôi, là tôi. Người kia mới lên tiếng nói tiếp.
Các anh có biết nhà nước cấm đốt pháo và tuyên truyền mê tín dị đoan hay không? Dạ tôi biết. Ây những cái này. Được rồi, yêu cầu các anh dừng ngay những hoạt động khai trương này lại. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan để làm việc theo đúng quy trình xử lý quy phạm. Năm Lác nghe vậy thì chố mắt. Về đồn à? Ôi, thôi chết mẹ nó rồi. Chúng mày hại tao rồi. Lúc này Sáu Bưởi cùng với Bảy và Quang đứng đơ người ú ớ nhìn nhau. Nhanh chóng cái loa lớn được kéo lên xe, rồi lại tịch thu luôn dây pháo còn đang đốt dở. Chợt hai người cán bộ lại hốt luôn cái đống bàn ghế đang bày ngay trước đường. Năm Lác thấy vậy thì chố mắt chạy tới. Ây cán bộ ơi, cái này cũng hốt đi luôn ạ. Anh bỏ những thứ này ra là đang lấn chiếm lòng lề đường đấy. Lão Năm xị mặt rồi nói với vẻ mặt âu sầu. Mẹ nó chứ, ngày đầu tiên khai trương cũng là cái ngày phá sản hả trời ơi. Nói xong Năm Lác leo lên xe thùng lớn. Chiếc xe lăn bánh chở lão chạy thẳng về đồn, để lại tất cả đang ngơ ngác mà nhìn theo. Chiều hôm ấy, lão Năm vừa về đến quán thì đã thấy ba anh em chí cốt của mình ngồi đợi sẵn. Mặt thằng nào thằng ấy đần thối cả ra. Thấy lão Năm từ bên ngoài đi vào, ba thằng kia mới đứng bật dậy rồi lên tiếng hỏi dồn. Ây, anh Năm, sao? Sao rồi anh Năm? Anh được thả rồi hả? Năm Lác trợn mắt. Chứ mày không thấy tao đang đứng đây à? Chúng mày báo tao quá. Sáu Bưởi lúc này mới lên tiếng. Ây, em có biết đâu. Ai ngờ mấy ông ấy lại xuống hốt anh đi. Tao bảo làm cái bảng hiệu quán nhậu cá nướng. Thế chúng mày lại đi làm cái bảng gì mà Năm Lác un gì đấy. Rồi lại còn đốt cả pháo. Mẹ, thế chưa làm ăn được gì đã bị bắt phạt hai tội. Hết mẹ nó 20 triệu. Bảy Lươn nghe vậy thì chố mắt đi tới. Ây, thế phạt 20 triệu thật à? Thế thì tiền đâu mà đóng? Tao phải năn nỉ hết nước hết cái. Lăn lê bỏ trườn, quỳ lại van xin. Người ta mới phạt cảnh cáo tao 4 triệu. Mẹ kiếp, tự dưng cái nghèo nó ập tới, đỡ không kịp. Nói đoạn lão Năm ngồi xuống bên cái ghế nhựa mà thở hắt một hơi, đưa mắt nhìn về ba thằng em báo đời của mình chán nản lắc đầu. Lúc này lão Năm khịt khịt cái mũi. Mùi gì khét thế? Quang lúc này mới giật mình lao nhanh vào bếp. Ôi mẹ ơi, con cá nướng từ nãy tới giờ. Quang lao người chạy nhanh vào trong. Một lúc sau liền mang ra một bọc giấy bạc lớn được đặt trên cái đĩa. Tay kia thì cầm một đĩa rau sống kèm sấp bánh tráng gạo. Nó đi tới rồi đặt hai thứ kia xuống bàn đánh cạch một tiếng. Lão Năm đưa mắt ngơ ngác rồi nhìn mà hỏi lại. Gì đấy? Cái gì kia? Bảy Lươn đi tới, đưa cái kéo cắt bọc giấy bạc mở ra. Khói trắng bốc lên nghi ngút cái hương xả cùng với gia vị tẩm cá nướng. Lại còn kèm theo cái mùi cháy khét bên dưới. Lão Năm đưa tay vẫy vẫy khói rồi lên tiếng. Gì đấy? Chúng mày nướng cá à? Thế? Mẹ, cá mua về chưa bán mở hàng cho khách thì lại mang ra mà ăn trước à? Sáu Bưởi lúc này tay xách cái thùng nước đá lớn, bên trong có ngâm một thùng bia Bivina, lên tiếng mà cười. Hề hề, thôi, chuyện xui thì nó cũng xui rồi. Anh em mình làm con cá với mấy lon bia mà xả xui nhá. Hề hề. Năm Lác đưa mắt nhìn vào trong thùng bia mà nhăn mặt. Ôi, mẹ chúng mày, thế thì mấy hôm lại sập vốn mà trả mặt bằng đấy. Bảy Lươn lấy ra 4 cái ly. Sau đó đặt lên bàn rồi khui 4 lon bia mà rót vào đầy miệng ly, khiến bọt tràn ra bên ngoài. Ngày khai trương bị công an hốt lên phường, phạt mất 4 triệu bạc của lão Năm. Vậy mà ba thằng em báo đời này của lão chẳng hề lo lắng gì. Chỉ hỏi qua loa mấy câu, rồi lại bày bàn ra ăn nhậu. Đúng là không phải tiền của chúng nó nên chúng nó không sót. Lão Năm ngồi xị mặt rồi lắc đầu, hai mắt thất thần nhìn con cá nướng bên trong tờ giấy bạc đang bốc khói. Khiến lão thở dài mấy hơi. Ấy thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Thôi anh em mình dô nhẹ một cái sum họp gia đình nhá. Hề hề. Sáu Bưởi vừa nói vừa cầm lấy ly bia lắc. Hai thằng kia cũng nâng ly cụng vào nhau canh cách. Bảy Lươn quay sang rồi lên tiếng nói với lão Năm. Ấy,
Dô cái anh năm, giờ anh buồn rồi có lấy lại được 4 triệu không? Thôi, của đi thay người nhớ. Giờ mà anh không nhậu thì lại mất thêm con cá với thùng bia, mà không được uống miếng nào đấy. Năm Lác nghe vậy thì đưa tay cầm lấy ly bia rồi đưa lên. Đúng là thời tới cản không kịp. 23, Dô, 23, Dô, 23, uống. Bốn anh em lão tu một hơi hết sạch ly bia rồi lại rót bia đầy vào trong. Cứ thế, cả bốn chén chú chén anh, chẳng mấy chốc đã hết hơn nửa thùng bia. Lúc này tất cả cũng đã ngà ngà say. Lão Năm uống một hơi hết ly bia rồi lại cởi phăng cái áo của mình bỏ ra một bên, để lộ ra những hình xăm trên người, trông chẳng khác nào đại ca B trong phim Người trong giang hồ. Lúc này giữa trán lão và vùng ngực dưới lão Năm hiện lên những vệt đỏ đỏ. Ba thằng kia đưa mắt nhìn thì lên tiếng. Ấy, anh Năm, hình như ở giữa trán anh xuất hiện cái gì thì phải. Quang cũng chỉ tay vào giữa chữ vạn, hai bên có hai hình xăm thanh long và bạch hổ rồi lên tiếng. Ấy, còn cái hình gì đây? Màu đỏ đỏ, sao từ trước tới giờ không thấy nhỉ? Năm Lác à lên một tiếng, sau đó lại lắc đầu. À, hà hà, sao chúng mày thấy được? Sẵn đây tao sẽ giải thích cho chúng mày hiểu tại sao trước khi tao bắt ma phải uống vào hai lon bia. Ừ nhỉ, thế sao lúc trước anh bảo uống vào cho có men mà dễ nói chuyện với ma quỷ hơn? Sáu bưởi vừa nói dứt lời thì lão Năm đưa tay xua xua rồi lắc đầu. Hà hà, tao đùa chúng mày thôi. Đây, nhìn cho kỹ tay tao. Nói đoạn lão Năm đưa ngón trỏ lên giữa trán, rồi vẽ theo những đường lằn đỏ trên da. Đoạn lại lên tiếng. Đây là thứ mà thầy tao năm đó đã xăm cho tao. Nó được gọi là Vi Đà nhãn, tức là con mắt của Đức Hộ Pháp Vi Đà. Mỗi khi con mắt này mở lên thì chân thân của ngài Vi Đà sẽ được gọi lên nhập vào người tao, còn không thì sẽ xuất hiện ở dạng hư ảnh mà chiến đấu, thu phục các loài ma quỷ đáng sợ. Còn thứ này, lão Năm chỉ vào cái hình ngoằn ngoèo từ dưới ngực trải dài xuống bụng, lại vẽ thành từng đường rồi lên tiếng. Đây là tấm bùa hộ mệnh của thầy tao, truyền rất nhiều linh lực của người vào trong để bảo hộ, và còn như một tấm khiên để chắn bớt những đòn tấn công của ma quỷ khi giao chiến. Hà hà, vốn dĩ thầy tao là một người vô cùng cao tay. Ông ấy năm đó còn nuôi cả một đoàn âm binh gần cả trăm binh chứ chẳng đùa. Nói đoạn lão Năm lại đánh mắt nhìn sang cả ba thằng ngồi trước rồi lại hất cằm. Chúng mày đã bao giờ nghe thấy người ta xăm hình bằng sữa mẹ đẻ con so chưa? Hà hà, sữa mẹ con so là sữa gì? Có phải gì mà sữa mẹ là bữa ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không? Ấy thế sao không uống mà xăm? Bảy Lươn vừa nói dứt câu thì Năm Lác nhăn mặt. Mày đi mà uống. Hừm, sữa mẹ con so tức là sữa của người phụ nữ lần đầu tiên mang thai. Dùng sữa ấy pha với mực trắng hoặc xăm nguyên chất vào da thì nó sẽ không hiện rõ hình trên da thịt. Nhưng khi cơ thể nóng lên bất chợt, cả người nổi đỏ thì hình xăm ấy sẽ hiện rõ lên trên da. Hừ, chỉ có cách đó mới ẩn được thiên nhãn và đạo bùa kia vào trong da, để không phải ai cũng thấy. Mỗi lần tao bắt ma thì phải uống vào hai lon, để đỏ người mà khai mở hai hình xăm kia hiện lên, đề phòng sự bất chấp. Bảy Lươn nghe vật thì lại gật gù. À, ra là vậy. Hề hề, nhưng mà anh đạo thuật cao siêu thế mà vẫn phải sợ à? Lần trước bắt thần trùng ở nhà thằng Quang không phải đã kinh lắm rồi hay sao? Mà hôm đấy kinh thật nhể, nghe bố thằng Quang kể lại mà khiếp hết cả hồn. Không ngờ rằng trên đời lại có những loài ma quỷ đáng sợ đến như vậy. Năm Lác nghe qua thì chậc lưỡi rồi cười cười. Hề hề, chỉ là chúng mày không thấy và không biết được thôi, chứ làm sao mà không có. Ấy bây giờ ngồi đây, nhưng đứng ngoài đường kia có đến 4-5 cô hồn dã quỷ đang đói khát. Nhìn vào trong này như xin ăn thì làm sao chúng mày biết được. Nghe vậy cả ba nhìn nhau rồi nuốt nước bọt ừng ực. Đoạn kéo ghế ngồi sát vào nhau rồi co rúm lại. Thật, thật không anh Năm? Thật à? Lão Năm cười cười rồi quay lại. Bỗng lão giật mình khi trông thấy đúng là có 4-5 cái bóng cô hồn dã quỷ. Thân thể bê bết máu, tay chân bẹp dí ra như cái miếng bánh tráng cuốn cá. Những cái vong này chắc hẳn là những vong chết vì tai nạn giao thông, lại không được cầu siêu đúng cách để về nhà,
nên mới cứ lang thang vất vưởng khắp nơi. Ấy, nói đùa thế mà chúng mày kéo tới thật à? Hề hề. Nghe vậy thì ba thằng kia lại càng co rúm lại, vẻ mặt tái mét, hai mắt không dám nhìn ra ngoài đường. Lão Năm cười lên khoái chí. Ha ha ha, chưa gì đã sợ rồi à? Những cái vong này là quá bình thường rồi, có thể là yếu nhất trong tất cả các loại vong ấy chứ. Quang lúc này mới lên tiếng run run. Thế thế, thế loại ma quỷ nào là đáng sợ nhất? Có phải là thần trùng như nhà em hay không? Lão Năm nghe vậy thì nheo mắt rồi lắc đầu. Không, để mà nói ma quỷ nào mạnh nhất thì cũng không biết được. Nếu mà xếp theo các bậc như những gì ông cha ta truyền lại thì gồm có vong, hay còn gọi là ma. Sau đó thì là quỷ, rồi lại đại quỷ. Tùy theo tu vi mà chúng nó đạt được để tính cấp bậc. Hai, cái này rắc rối lắm, không thể nào so sánh được. Chỉ so sánh những vong được cho là mạnh nhất trong cuộc đời người biết nghề thầy Pháp như tao mà thôi. Lúc này Quang mới tò mò lên tiếng. Ấy, thế từ trước tới giờ anh gặp loại ma quỷ nào là đáng sợ nhất với anh hả anh Năm? Năm lác đưa tay cầm lấy ly bia rồi uống một hơi. Sau lại à một tiếng rồi chậc lưỡi. Có một con quỷ mà năm đó tao đối đầu với nó ở rừng Trầm Vạn Dã. Chỉ một chút nữa thôi là đã bị nó đánh cho hồn tiêu phách tán. Chứ không còn ngồi đây với chúng mày đâu. Hà hà. Thế hả anh Năm? Thế chuyện đó ra làm sao? Anh kể tụi em nghe với. Năm lác lúc này cười hà hà đoạn. Đoạn gật gù. Sau đó đưa tay châm lấy điếu thuốc ba số năm mà rít lấy một hơi dài. Thở phì ra làn khói mờ ảo trước mặt. Sau đó thì từ từ nhớ lại cái chuyện khoảng hơn 20 năm về trước. Thời gian ấy Năm lác mới vừa hoàn thành xong khóa nghĩa vụ quân sự. Ước mơ ngày bé của lão chính là sau này được làm một người công an nhân dân. Vì nước quên thân. Vì dân phục vụ. Nhưng ước mơ nó cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Lão Năm ngày đêm theo thầy mình học đạo. Rồi bỏ dở việc học khi vừa tốt nghiệp 12. Rồi sau đó gia nhập nghĩa vụ quân sự. Lão Năm đeo trên vai cái ba lô lớn dàn di đã cũ. Mặc trên người cái quần bò. Khoác cái áo jean. Bên trong mặc áo thun lót màu trắng. Cổ đeo một sợi dây chuyền có mặt là cái nanh hổ dài. Đầu đội cái nón kết. Chân mang giày lính đang ngồi trên chiếc xe khách lớn 54 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 79B728X. Năm lác đưa mắt nhìn, thì thấy chiếc xe đã tiến đến chân đèo cả. Con đèo ngoằn nghèo vô cùng nguy hiểm, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Trên xe còn có rất đông hành khách khác, đang ngồi cùng chuyến đi từ Phú Yên vào Khánh Hòa. Năm lác đang đánh mắt mà nhìn về phía khung cảnh bên ngoài thì có một bàn tay vỗ vỗ lên vai. Khiến lão giật mình quay lại, giọng nói của một ông cụ vang lên. Cháu mày, dường như là lính bộ đội à? Năm lác đưa mắt nhìn về phía ông cụ rồi lại cười cười. Dạ, cháu là lính mới vừa ra quân. Hà hà, trai trẻ chúng mày được đấy, đi học tập huấn luyện để sau này còn bảo vệ quê cha đất tổ. Thế cháu mày đi bên lính nào, rồi sao lại ngồi chung chuyến này, về Khánh Hòa à? Dạ, hì hì, cháu nhập ngũ rồi đi bên lính đỏ. Dạ thì nhà cháu ở Khánh Hòa, Nha Trang ấy bác ạ. À, trời, ngon, lính đỏ chúng mày thì còn gì để chê. Hà hà, thế tao cũng về Nha Trang, Khánh Hòa đây. Ô, thế nhà bác người Nha Trang luôn à. Vừa nói dứt câu, thì có thứ gì đó bay xoẹt qua bên ô cửa kính, khiến Năm lác giật mình theo quán tính quay lại. Hai mắt mở trừng lên, một đoạn âm khí bên ngoài còn phảng phất bên ô cửa khiến Năm lác nheo mắt rồi lẩm bẩm. Quỷ xô xe. Ông cụ kia bỗng giật bắn mình rồi thốt lên. Thôi chết mẹ nó rồi, bọn cướp Trầm. Ầm, đoàng đoàng, hai tiếng súng chát chúa vang lên, chiếc xe khách lập tức thắng kít lại, khiến cho tất cả hành khách ngã nhào về trước, có tiếng người phía trước la toáng lên. Cướp, cướp. Có cướp mọi người ơi. Năm lác đứng bật dậy đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này có năm gã đàn ông cao to lao nhanh tới. Chĩa súng vào trước đầu xe rồi bắn liên tiếp mấy viên khiến kính xe nổ ầm một tiếng lớn. Những mảnh kính vỡ bắn thẳng vào trong rồi ghim đầy trên thân những người ngồi trước. Ngay lập tức,
Những người còn lại trên xe cũng lao nhanh ra cửa sau bỏ chạy tán loạn. Tiếng súng lại vang lên. Hàng chục người dính đạn mà ngã gục xuống đất. Lúc này ông cụ ngồi bên cạnh Nam Lác cũng ôm lấy thứ gì đó vào trong người. Rồi hốt hoảng nhảy phát xuống xe. Bất chợt có tiếng thét vang lên. Đúng là thằng già kia rồi. Mau bắt nó lại nhanh lên. Ngay lập tức, hai tên khác lao nhanh tới, vung súng bắn ầm ầm về phía ông cụ. Nam Lác thấy vậy thì phóng tới. Bằng kinh nghiệm thực chiến đã được huấn luyện, lão vung chân bôm bốp hai phát, khiến cho hai cây súng văng khỏi tay hai tên cướp. Đoạn lão lại tung người đá thẳng vào đầu cả hai, khiến chúng nó ngã bật ra sau. Đoàng đoàng. Tiếng súng khác lại vang lên. Nam Lác nằm sấp xuống, kéo tay với lấy cái ba lô mà lao người bỏ chạy theo hướng ông cụ lúc nãy. Đoàng đoàng đoàng. Chúng nó là một bọn. Giết sạch chúng nó. Mang thứ kia về cho tao. Giọng nói kia vừa vang lên thì lập tức đám cướp lại lao tới rượt đuổi theo cả hai. Nam Lác lúc này chẳng mấy chốc đã đuổi theo sau lưng ông cụ, rồi lên tiếng mà hỏi dồn: bác làm gì mà chúng lại nhất định phải đuổi bắt được bác thế? Ông cụ tuy tuổi già nhưng hai chân thoăn thoắt nhảy hết bên này đến bên kia, quay sang mà nói lớn: chúng muốn cướp khúc trầm hương trong người tao. Đoàng đoàng. Hai phát súng vang lên, một phát bắn thẳng vào vai ông cụ, khiến ông ngã lăn ra đất, khúc gỗ trầm hương rơi ra ngoài lăn lông lốc. Thấy vậy Nam Lác dừng lại, đưa tay kéo lấy ông cụ rồi vác lên lưng toan bỏ chạy thì ông cụ nói lớn: khúc gỗ trầm, nhặt, nhặt. Ây, giờ này mà còn tiếc của sao? Nam Lác xoay người cúi xuống đưa tay chụp lấy khúc gỗ, rồi lại lao người mà bỏ chạy. Phía sau lưng, đám cướp lại dí theo bắn thêm mấy phát súng. Chẳng may có hai phát đã bắn thẳng vào người ông cụ, trước khi Nam Lác kịp cõng ông lao đi mất hút trong đêm. Chẳng biết chạy được bao lâu, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng súng truy đuổi phía sau thì mới dừng lại. Lúc này Nam Lác đặt ông cụ nằm tựa vào một gốc cây gần đó, rồi lôi nhanh trong ba lô ra một ít băng gạc toan muốn cầm máu cho ông cụ. Nhưng chợt ông đưa tay ra trước mặt Nam Lác rồi trợn ngược mắt mà nhìn lên trên, giọng ú ớ: không, a, không, không kịp nữa rồi. Ông cụ thở gấp lên từng hơi. Nam Lác lật sấp ông cụ lại thì chố mắt giật mình khi trông thấy có đến 4 viên đạn đang găm vào trong người. Toan lục lọi trong ba lô để kiếm lấy cái dao mổ, để mổ lấy 4 viên đạn kia ra, thì ông cụ lại đưa tay chỉ về khúc gỗ trầm rồi ú ớ: khúc gỗ, trầm, trầm. Nói đoạn, ông hộc ra một ngụm máu tươi. Sau đó thì lấy hơi lên trợn ngược mắt. Ông nấc lên mấy tiếng rồi lịm dần đi. Nam Lác thấy vậy thì cũng ngồi vật ra rồi thở dài một hơi. Hai. Nam Lác biết ông cụ đã chết, nên cũng chẳng muốn mổ lấy đạn làm gì. Đưa tay cầm lấy cái ghi đong nước mà tu lấy mấy hơi. Sau lại với tay chụp lấy khúc gỗ trầm kia mà đưa lên mũi người mấy hơi. Mùi hương trầm sộc vào mũi, khiến Nam Lác vô cùng dễ chịu và có chút mê mẩn. Khúc gỗ to hơn cái bắp chân của lão, dài khoảng 30 phân. Giá trị của khúc trầm này có lẽ sẽ cho ông cụ kia sống dư giả từ đây đến cuối đời. Nam Lác hít thêm một hơi rồi chậc lưỡi thở dài. Chậc, nàng tiên trầm là đây sao? Thứ đã khiến hàng trăm, hàng ngàn người phải bỏ mạng vì muốn đổi đời. Thứ khiến cho con người phải tranh giành chém giết lẫn nhau để có được đây hay sao? Hai. Nam Lác nhìn khúc trầm dính đầy máu tươi của ông cụ. Sau lại trầm mặc nhìn về khoảng không gian tối om của rừng già. Nam Lác cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh chỉ là một màu đen tối. Ngó nghiêng một lúc thì Nam Lác tìm một khúc gậy lớn rồi đào một cái lỗ chôn xác ông cụ xuống dưới. Mặc dù chỉ mới nói chuyện vài ba câu, không lẽ lại để cái xác nằm trơ trọi giữa rừng mặc cho thú vật ăn thịt. Nam Lác sau khi đặt cái xác ông cụ xuống dưới, thì mang khúc trầm hương ném luôn xuống dưới, đoạn lại lấp đất lên trên. Nam Lác bước lùi hai bước, sau đó ngồi chắp bằng, tay bắt kết ấn rồi niệm một tràng chú vãng sanh để cầu siêu độ cho ông cụ. Chợt lúc này, bên tai Nam Lác lại giật lên mấy cái rồi lại khẽ rùng mình, mùi tanh tưởi từ đâu sộc tới, khiến lão đang niệm chú phải khựng lại, khịt khịt cái mũi rồi nhăn mặt. Mùi tanh của lông. Ừ, lẽ nào là hổ? Nam Lác đánh mắt nhìn xung quanh,
sau đó đưa tay cầm lấy con dao mổ mà siết chặt để dè chừng. Từ trong bóng tối, một cặp mắt đỏ rực từ đằng xa đang nhìn chằm chằm về phía Nam Lác. Bóng hình cao lớn với bộ lông rậm rạp đang cúi sát người xuống đất, rồi chậm rãi bước tới tựa như đang một kẻ đang đi săn mồi. Thân hình to lớn kia ngày một tiến lại gần hơn, mùi tanh tưởi hôi hám xộc lên ngày một nặng, khiến Nam Lác đưa tay bịt lấy mũi, sau đó lại gằn giọng. Kẻ đang đến là ai? Bỗng lúc này, một giọng nói vang vọng từ đằng xa truyền thẳng vào trong tai Nam Lác. Phàm nhân, mày là kẻ tu đạo. Tôi chỉ là người học lỏm được chút pháp lẻ, không xứng đáng nhận mình là người tu đạo. Nay gặp nạn giữa rừng, vừa rồi có gì mạo phạm, xin chư vị bỏ qua cho. Đợi một lúc không thấy giọng nói kia đáp lại, Nam Lác lại đánh mắt nhìn xung quanh, tưởng chừng như kẻ kia đã bỏ đi thì bỗng, một cái bóng đen lao vút tới phía sau Nam Lác, khiến lão giật bắn mình quay phát lại rồi lăn người sang một bên. Cái bóng to lớn gấp ba lần lão Năm nhảy bổ xuống đất, đánh uịch một tiếng. Nam Lác giật mình bò dậy, đưa mắt nhìn thì thấy trước mặt là một con hổ xám mắt đỏ, thân thể to lớn cao gần 3 mét, đang đứng gầm gừ nhìn thẳng về phía lão Năm. Lúc này Nam Lác dè chừng bước lùi lại mấy bước, tay cầm chắc con dao lớn rồi thủ thế. Con hổ xám gầm lên một tiếng, khiến lão giật bắn mình. Phàm nhân, tao nể mày là người học đạo, mau cút khỏi nơi này, để lại khúc trầm hương kia cho tao. Nam Lác thoáng nhìn thì thấy bên tai con hổ này chi chít những chấm đỏ, bộ vuốt năm móng sắc nhọn bên dưới kèm theo nói được tiếng người, thì chắc chắn rằng thứ này đã tu luyện trên cả trăm năm, ăn thịt không dưới trăm mạng người. Mỗi lời nói của hổ xám phát ra, kéo theo cái mùi tanh tưởi của máu thịt vô cùng nặng. Nam Lác đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ mới lấp đất rồi lên tiếng. Trầm hương, rốt cuộc nó là thứ quý giá thần kỳ gì mà hết người rồi tới hổ cũng muốn tranh giành. Hổ xám lại gầm lên một tiếng rồi đưa chân bới nhanh xuống đất, giọng nói vang vọng. Hà hà, phàm nhân, ở đâu có trầm, thì ở đó có hổ. Một kẻ phàm phu như ngươi thì làm gì biết được trầm hương quý giá đến cỡ nào. Vừa nói, con hổ vừa liên tục đào nhanh xuống đất, mùi hương trầm từ từ bốc lên ngày một mạnh, khiến con hổ hít lấy mấy hơi liền lim dim mắt khoái chí. Lúc này Nam Lác mới trừng mắt. Chư vị, người chết bên dưới cũng là vì bảo vệ khúc trầm hương khỏi tay bọn cướp nên mới bỏ mạng. Ta cũng vì chút nghĩa khí mà chôn chung khúc trầm ấy xuống bên dưới cũng người kia. Chư vị làm vậy khác nào bọn cướp vừa rồi. Hổ xám nghe vậy thì trừng mắt, nhe hai cái nanh dài ra gầm gừ. Phàm nhân, đừng nhiều lời, mau cút khỏi nơi này. Còn không thì đừng trách ta không chừa cho ngươi con đường sống. Nam Lác lúc này mới trợn mắt rồi lại gằn giọng. Nếu người cũng không để khúc gỗ trầm kia lại bên dưới nấm mộ, thì cũng đừng trách tôi tại sao không nể người. Hổ xám nghe vậy thì trợn mắt tức giận. Nó vung chân rồi bới mạnh khiến cho đất văng sang hai bên. Sau lại há miệng cắn phập vào cái xác ông cụ mà xé mạnh ra, khiến cho nửa thân người bên dưới bị cắn làm đôi, máu thịt bê bết đổ ra bên ngoài đất. Dường như nó đang thách thức kẻ phàm nhân trước mặt mình. Hà hà, còn không mau cút, hay lại muốn ta xé xác như cái xác này? Hổ xám, ngươi. Ha ha ha. Con hổ vừa cười lên đắc ý thì Nam Lác đã vung chân đá mạnh một hòn đá lớn gần đó bay vút tới, đập thẳng vào giữa đỉnh đầu con hổ. Bốp! Hòn đá lớn đập mạnh vào rồi vỡ nát ra, khiến con hổ loạng choạng bước lùi lại, bị đánh một đòn đau. Hổ xám giận dữ gầm lên, nó lập tức nhảy bổ lên mà vồ lấy Nam Lác. Cái bóng hổ to lớn vừa phóng lên trên đầu thì lão Năm đã xoay chân, đá tiếp một tảng đá lớn văng lên đánh bốp vào bụng con hổ. Lão tung người nhảy ra đằng xa. Hổ xám vồ hụt, lại còn bị đánh một đòn đau giữa bụng thì điên tiết gầm lớn. Hai bộ vuốt đằng trước vồ tới và liên tiếp về phía kẻ thù. Nam Lác thân thủ nhanh nhẹn, nhảy phóc qua bên này bên kia mà tránh. Con dao mổ trong tay phóng tới, đâm phập vào một bên bắp chân hổ, khiến nó bị thương rồi chảy ra máu tươi. Hổ xám tung người, vung chân một cước đá thẳng vào ngực Nam Lác đánh bốp một tiếng, khiến lão văng ra xa cả chục thước, lồng ngực rớm ra cả máu tươi, đau rát như muốn vỡ tung. Lão Năm chưa kịp bò dậy thì hổ xám đã phóng tới nhảy bổ lên. Một chân trước đứng dẫm lên trên ngực rồi đè mạnh xuống,
chân kia lại vung vuốt và bôm bốp vào mặt Năm Lác. Ăn trọn mấy cú vả, Năm Lác choáng váng mặt mày, đầu óc say sẩm quay cuồng, máu tươi đổ ra ướt hết cả khuôn mặt. Chợt lúc này, con hổ vung chân đặt vào cổ Năm Lác rồi ghé sát mặt xuống, nhe ra bộ nanh dài mà gầm lên thị uy. À, uông! Năm Lác đang choáng váng nhưng lại bị cái mùi hôi thối từ trong miệng của hổ xám làm cho bừng tỉnh. Lão nhăn mặt. Mẹ kiếp mày! Thối thế! Lời vừa dứt, lão vung tay bắt chảo mà đấm thẳng vào mặt hổ xám mấy cái. Tay kia lại bắt ấn, đánh thẳng một phát vào đầu hổ xám. Bốp! Ẩm! Con hổ ăn trọn một phát vào đầu thì ngã lăn quay ra đất. Nó gào lên đau đớn. Lúc này Năm Lác bò dậy, đưa tay lau khuôn mặt đầy máu tươi của mình rồi thở hồng hộc. Lão chùn tấn rồi hai tay kết thành hỏa ấn, chân phải đưa lên cao rồi vẽ lên đất một đạo bùa chú, sau lại dẫm mạnh chân xuống đất rồi gằn lên. Chấn! Hỏa ấn từ tay lão Năm rực lên lửa đỏ. Từ bên dưới đất, một hư ảnh của đạo bùa chú sáng rực lên rồi chiếu thẳng tới chỗ hổ xám, đánh ầm một tiếng, hất văng nó ra đằng xa. Hỏa ấn từ tay Năm Lác đánh thẳng vào thân hổ xám, khiến cho bộ lông bên ngoài cháy xém đi một khoảng rộng. Hổ xám đau đớn mà gào thét, oan mình dãy giụa dưới mặt đất để cố dập đi ngọn lửa trên người mình. Năm Lác trừng mắt rồi gằn giọng. Hổ xám, mày thân làm vương trốn rừng già, không lo tu tập để đắc đạo hóa thần, lại lâm sâu vào con đường ma đạo, ăn người để tu luyện. Ừ, nếu không quay đầu, e rằng tao phải thay trời hành đạo, diệt trừ loài thú dữ như mày. Hổ xám sau khi dãy giụa dưới đất thì đứng bật dậy. Nó đánh ánh mắt hung tợn nhìn về phía Năm Lác rồi gằn giọng. Phàm nhân, mày hỉ mũi còn chưa sạch, thì tài cán gì đòi diệt ta? Ha ha ha, đúng là ngựa non háo đá. Lời vừa dứt hổ xám lại gầm lên, tiếng gầm vang vọng đánh ra từng đợt sóng xung kích, đánh thẳng về phía Năm Lác khiến lão lập tức bắt ấn tạo kết giới. Ầm! Năm Lác thoái lui mấy bước. Chợt lúc này, xung quanh hổ xám xuất hiện hàng loạt những bóng quỷ toàn thân nát bươm. Chúng đứng lơ lửng ở phía trên con hổ xám, đưa mắt nhìn chằm chằm về Năm Lác. Lão đưa tay điểm ấn vào giữa nhân trung, nhắm chặt mắt đọc chú Lăng Nghiêm. Một lúc sau thì mở chừng hai mắt ra nhìn về phía trước. Khuôn mặt chi chít những vết thương đang rớm máu của lão Năm trong bóng đêm. Nhìn nó cũng kinh dị chẳng kém gì bọn quỷ đằng trước. Năm Lác gằn giọng. Hổ xám, một mình mày đấu không lại hay sao? Lại còn gọi thêm đám ma chành này tới. Hổ xám nhe nanh mà cười lên khanh khách. Đoạn nó hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt. Hai con mắt sáng rực lên thì lập tức, hàng chục bóng ma chành đồng loạt lao tới. Năm Lác cũng bắt ấn rồi trừng mắt. Được, chúng mày muốn chết thì cứ lên hết đây. Lời vừa dứt thì có năm bóng ma chành lao tới. Năm Lác vung tay vẽ lên không trung một đạo bùa. Hai mắt mở trừng trừng, miệng đọc chú. Đạo bùa trong không trung rực sáng. Lão vung tay đánh tới. Hai hư ảnh đạo bùa đánh ầm ầm về phía bọn ma chành. Chúng tản ra hai bên né hai đạo bùa. Có vài con không né kịp thì lại bị đánh cho văng trở lại chỗ hổ xám. Lúc này hai bóng quỷ chành phóng tới, vung hai tay đánh ra hai luồng quỷ khí. Năm Lác đưa tay phải bắt ấn Quan Âm. Ngón cái và ngón giữa co vào nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng. Lão đưa ấn lên trước mặt, miệng niệm chú. Tay trái chụp lấy cổ tay phải mà vận lực. Toàn thân tỏa ra một luồng hào quang sáng rực. Lũ ma chành thi nhau đánh vào trong ầm ầm, nhưng không hề hấn gì. Năm Lác bất thình lình trừng mắt, vung chân dậm mạnh xuống đất đánh rầm một tiếng, khiến cho mặt đất rung chuyển. Năm Lác gằn giọng. Phục quang ấn. Lập tức từ tay Năm Lác sáng rực luồng đạo quang, lão vung tay đánh thẳng về phía trước. Ầm! Một tiếng lớn vang lên, đám ma chành bị uy áp kia đánh văng ra xa. Năm Lác cởi phăng cái áo trên người, để lộ hai hình xăm long hổ, hình xăm chữ vạn giữa ngực sáng rực lên. Những đường nét hai bên cánh tay cũng rực sáng lên. Năm Lác trừng mắt, hai tay chắp lại phía trước, chân chùn tấn. Hổ xám vừa trông thấy hai hình xăm với bốn con mắt rực sáng đang nhìn chằm chằm về phía mình thì gầm gừ. Hà hà, phàm nhân, mày cũng chẳng phải dạng vừa. Nghiệt xúc, tao không phải là bậc chân tu, cũng chẳng phải là kẻ tà đạo. Duy chỉ là người học được chút tài mọn, nay gặp được thứ nghiệt xúc như mày,
thì phải ra tay trừ hại cho dân. Ha ha ha, phàm nhân, tao đã gặp nhiều kẻ tự xưng rằng mình muốn trừ hại cho dân. Mày biết kết cục của bọn chúng như thế nào không? Kết cục như thế nào tao không cần biết. Tao chỉ biết, mày đã nuốt hơn cả trăm mạng người. Nếu không trừ sớm thì khác nào để lại cái họa lớn cho nhân gian. Ha ha ha, bọn phàm nhân chúng mày, học được chút tài phép lại tưởng mình là thần thánh hiển linh. Lời vừa dứt, con hổ lại gầm lên một tiếng thị uy sức mạnh trước kẻ địch. Hàng loạt bóng ma chành lao tới đứng xếp thành hàng rồi thủ thế, trực chờ chủ nhân của mình ra lệnh. Năm lác lại đưa tay quẹt lấy một vệt máu tươi, sau lại cầm lấy sợi dây chuyền nanh hổ của mình mà giật mạnh ra ngoài. Lão nheo mắt rồi đưa nanh hổ lên trước mắt, đoạn nhếch mép. Hừ, mày nhận ra thứ này chứ? Hổ xám đưa mắt thì thấy thứ kia chính là cái nanh của đồng loại, nhưng cái nanh kia mang thần khí vô cùng lớn. Hổ xám nheo mắt rồi ngẫm nghĩ, đoán rằng cái nanh kia át hẳn của một con hổ mang tu vi đến vài trăm năm, bởi cái nanh dài kia đang tỏa ra một luồng thần lực vô cùng lớn. Hừ, thần lực. Năm lác nhếch mép. Đúng, hà hà, là thần lực, không phải loại nhiệt lực như mày. Phàm nhân, mày giết cả thần. Ha ha ha, năm lác tao từ khi theo thầy học đạo, chưa bao giờ tao xuống tay mà không có nguyên nhân. Dứt lời, năm lác kẹp chặt cái nanh kia vào giữa hai tay, hai chân chùn tấn, ánh mắt mở trừng lên sáng quắc. Hai tay xoa mạnh vào cái nanh hổ khiến nó chẳng mấy chốc mà sáng rực lên. Một luồng đạo quang đánh ra, khiến cho đám ma chành phải kinh sợ mà lùi lại. Một tiếng hổ gầm vang lớn lên như muốn xé toạc cả bầu trời này ra làm hai nửa. À uôm! Tiếng sấm từ trên trời nổi lên đùng một phát, khiến cho trời đất rung chuyển. Muôn thú trong rừng ở gần phạm vi 10 dặm, nghe thấy tiếng gầm kèm theo tiếng sấm lớn phải sợ sệt mà nằm rạp xuống mặt đất, run lên cầm cập, ánh mắt hoảng hốt dè chừng xung quanh. Lúc này đám ma chành cùng với con hổ xám cũng há hốc mồm cả kinh trước tiếng gầm kia. Khuôn mặt năm lác bắt đầu xảy ra dị biến đỏ lên bừng bừng, hai nanh dài lộ ra, một giọng nói vang vọng cất lên. Hổ tử, trông thấy bổn tọa còn không mau cúi đầu hành lễ. Giọng nói kia ồ ồ cất lên, khiến hổ xám phải dùng mình đánh mắt nhìn xung quanh. Đám ma chành cũng vì uy áp của giọng nói kia khiến cho run lên bần bật kinh hãi mà lùi lại, khép sát vào người hổ xám. Lúc này khuôn mặt năm lác đã hóa hổ tự lúc nào. Lão đánh ánh mắt sắc lạnh rồi đưa cái nanh dài kia ngậm vào trong miệng. Hổ xám vừa trông thấy thì gầm gừ, đưa mắt nhìn rồi lên tiếng. Kẻ xuất hiện là ai? Đất này do ta quản, cớ gì bắt ta phải cúi đầu? Giọng nói lại vang vọng từ bốn phương tứ hướng. Nhưng hổ xám quắc mắt thì cảm nhận được tiếng nói kia phát ra từ cổ họng năm lác. Phàm muốn biết ta là ai, e rằng sẽ dọa cho ngươi đến chút khí thế của bậc thú vương cũng chẳng còn. Lời vừa dứt thì sau lưng năm lác lù lù xuất hiện một bóng con bạch hổ cao lớn gấp 3 lần con hổ xám. Ánh mắt đỏ rực một màu. Bốn bàn chân hiện rõ 5 vuốt dài. Trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt. Phân nửa dây chuỗi còn hiện rõ là những cái đầu thầy tu. Trên đó còn in rõ 9 chấm đỏ. Cả người toát ra thần lực ngút trời. Hổ xám vừa trông thấy những cái đầu thầy tu với 9 chấm đỏ được đeo đầy trên cổ bạch hổ thì khiếp đảm vội lùi lại. Sau đó dùng mình kinh sợ, nhưng vẫn giữ lại chút khí thế của bậc đế vương. Ngươi là bậc hộ pháp của sơ tự. Bóng con hổ trắng quắc mắt, gầm lên một tiếng. Uy áp từ đó đánh tới khiến cho đám ma chành bị đánh cho tan hồn lạc phách. Số còn lại thì lập tức bỏ chạy toáng loạn. Lúc này bạch hổ mới lên tiếng. Hà hà hà, hổ tử, còn không mau hành lễ trước bổn tọa. Hổ xám tuy có chút sợ hãi, nhưng thân làm vương một cõi, chưa đánh đã phải cúi đầu thì sau này làm sao mà xứng đáng với hai chữ minh vương. Hành lễ, đây là đất của ta, nơi này chỉ có ta là vua. Ngươi đến đất của ta thì phải cúi đầu mà hành lễ với ta mới đúng. Hỗn! Lời vừa dứt bóng bạch hổ lao tới. Hai vuốt trước nhảy bổ lên vồ lấy con hổ xám. Tiếng gió lớn lại ầm ầm nổi lên. Hổ xám cũng chẳng vừa. Nó gầm lên một tiếng rồi cũng phóng tới vung vuốt đánh trả. Bạch hổ chụp lấy rồi há to miệng. Cắn lấy đầu hổ xám. Hổ xám né sang một bên.
lại vung vuốt mà vả hai phát vào mặt đối phương. Bốp bốp. Bạch hổ lập tức vung bàn vuốt nhọn đánh trả. Bốp bốp bốp. Liên tiếp 5 cái móng dài và thẳng vào mặt hổ xám. Thần lực màu vàng đánh ra khiến cho hổ xám phải choáng váng gào lên. Bạch hổ lại vung vuốt từ bên dưới móc ngược lên. Đấm thẳng vào cằm hổ xám. Khiến nó bị đâm văng lên cao rồi lộn ngược một vòng ra sau. Bạch hổ phóng người lao tới. Húc thẳng vào trong thân hổ xám khiến nó ngã bật ra đất. Thân đập vào đá đánh uịch một tiếng. Bạch hổ từ trên cao vồ lấy đè lên người hổ xám. Rồi vung hai chân trước và bôm bốp vào mặt đối phương. À uông. Tiếng gầm lại vang lên. Khiến cho hổ xám thoáng chốc đã không chút kháng cự. Đứng trước cửa tử. Hổ xám dùng hết sức bình sinh vung hai chân trước. Và mạnh vào mặt bạch hổ. Đánh ầm một tiếng. Yêu lực từ trong lòng bàn tay đánh ra khiến cho bạch hổ phải thoái lui mấy bước. Lắc đầu mấy cái để thôi choáng váng. Hổ xám lập tức bò dậy. Cả người nó đầy thương tích. Máu tươi tuôn ra khiến cho bộ lông xám cũng từ từ chuyển sang một màu đỏ thẫm. Hổ xám trừng mắt nhìn về phía bạch hổ rồi gằn giọng. Bạch hổ mi thân làm hộ pháp. Thần lực cũng chẳng phải thấp kém. Tại sao không chọn đất làm vương một cõi để tu luyện, mà lại hạ mình cúi đầu khuất phục trước một tên phàm nhân? Bạch hổ nghe thấy tiếng nói thì đưa mắt nhìn về phía trước. Đoạn lại quay sang nhìn Nam Lác, ánh mắt có chút giận dữ. Sau đó thì quay lại gầm gừ. Nếu không có hắn, e rằng bây giờ ta đã hóa thành một tên ma đạo bị trời tru đất diệt. Hổ xám, ngươi còn không chịu quy hàng thì đừng trách bạch hổ ta không nương tình đồng loại. Ngươi vì một khúc trầm hương mà bỏ mạng, liệu có đáng? Hổ xám trừng mắt. Ta thà chết vinh còn hơn phải cúi mình sống nhục như ngươi. Thứ ta cần không phải chỉ là một khúc trầm hương. Lời vừa dứt thì hổ xám lao tới. Vung vuốt liên tiếp mà vả. Bạch hổ lại trừng mắt. Nhổng người lên đỡ lấy. Hai bên lại lao vào nhau đánh nhau long trời lở đất. Đám mông thú trong rừng vừa trông thấy sự tình thì kinh hãi. Lập tức tháo chạy ra xa cách hơn chục dặm. Lúc này, một đôi mắt đỏ từ trong bóng tối lù lù xuất hiện. Rồi nhìn chằm chằm về phía hai con hổ đang lao vào nhau cắn xé. Hổ xám thất thế liền bị bạch hổ đánh văng ra xa. Sợi dây chuỗi trên cổ bạch hổ rực sáng. Hàng loạt những ánh mắt trên đó mở to ra. Trợn ngược lên rồi phát sáng. Thần lực từ đó giáng xuống người hổ xám ầm ầm. Khiến cho nó gầm rú lên những tiếng kinh hãi. Bạch hổ sau khi giáng đòn chí mạng khiến cho hổ xám không còn chút kháng cự thì lập tức lùi về sau lưng Nam Lác. Nhưng chưa kịp ẩn mình vào sâu trong cái nanh của chính mình. Thì bất chợt. Một luồng âm phong quỷ lực từ đằng xa ập tới, đánh văng bạch hổ ra đất lăn mất vòng, khiến nó thoáng chốc gào lên đau đớn. Nam Lác cũng vì vậy mà thổ huyết. Một đôi mắt đỏ xuất hiện từ trên cao nhìn chằm chằm xuống bên dưới, rồi một nụ cười ma quái hiện lên. Tiếp đó là hàng chục câu kinh chú vang lên giáng ầm ầm xuống, hư ảnh hai con hổ lớn gầm lên. Bát Nhã Ba La Mật. À uông. Bạch hổ ăn trọn mấy dòng kinh chú thì oằn mình đau đớn mà gầm lên kinh hãi. Hổ xám thì bị đánh cho gào lên mấy tiếng rồi lịm dần. Thân xác to lớn của nó nằm vật ra đất thở gấp lên từng hơi. Bạch hổ oằn mình đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Hư ảnh của nó mờ nhạt dần đi. Nam Lác đang ngậm cái nanh hổ cũng lập tức ngã quỵ hai chân. Toàn thân lạnh toát, run lên cầm cập, nhưng vẫn cố ngậm chặt cái nanh dài trong miệng. Toàn chờ xem kẻ xuất hiện kia là ai. Lúc này bạch hổ mới gầm lên một tiếng tức giận, cũng đề thị uy rằng kẻ nào dám đánh lén nó. À uông, chư vị kia là kẻ nào, cớ gì đánh lén bổn tọa? Đợi mãi không thấy câu trả lời, bạch hổ tức giận đưa mắt nhìn xung quanh. Dưới con mắt của một thần thú hộ pháp, nó phát hiện có thứ gì đó tựa chừng như một đám khói đen với hai con mắt đỏ lòm lòm đang nhìn chằm chằm về phía nó. Đoạn lúc này bạch hổ lên tiếng. Oán linh kia là ai? Nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng từ đám khói đen. Âm phong xung quanh nổi lên cuồn cuộn. Mùi hương trầm từ đâu phảng phất kéo tới ập vào mũi bạch hổ, khiến nó đê mê mà hít lấy từng hơi sâu. Đoạn lẩm bẩm. Hương trầm. Khốn kiếp. Lẽ nào kẻ kia là quỷ trầm? Kết tinh của những oán linh tìm trầm chết oan, nơi rừng sâu núi thẳm. Tiếng kinh chú lại vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Bạch hổ nghe thấy thì nhận ra ngay, đây là tiếng trì tụng Bát Nhã Kinh của Phật giáo. Bởi hắn trước kia cũng chính là một trong những hộ pháp nơi sơn tự.
nhưng chỉ vì một phút nông nổi cám dỗ mà dấn thân vào nghiệp đạo. Chỉ trong một đêm đã ăn thịt uống máu hết những thầy tu trong chùa. Toàn bộ Phật lực của những người sư thầy đều bị bạch hổ hút sạch vào trong người. Những cái đầu sư thầy kia được xỏ thành chuỗi đeo lên cổ, xem như một chiến tích mà nó bành trướng cho những kẻ muốn thu phục nó phải khiếp sợ. Lúc này bạch hổ trừng mắt nhìn chằm chằm về phía đôi mắt đỏ. Những dòng kinh chú lại giáng xuống. Nó trừng mắt rồi lao người tránh né. Ầm ầm ầm. Thân thể to lớn của nó nhanh như chớp đã thoát ẩn thoát hiện, né được từng đòn đánh kia. Lúc này hổ xám thều thào từng hơi yếu ớt, rồi gằn lên từng tiếng không thành câu. Quỷ tăng, là hắn. Bạch hổ vừa nghe thấy, thì lập tức lao nhanh tới chỗ hổ xám rồi gằn giọng. Hổ tử, ngươi biết kẻ kia sao? Hắn. Ầm ầm, mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội. Một cây đại thụ lớn từ đằng xa đánh tới, đập thẳng vào người bạch hổ. Ầm một tiếng, bạch hổ oằn mình vung hai chân đỡ lấy. Chưa kịp định hình thì luồng khói đen đã lao nhanh tới đánh thẳng vào giữa ngực. Ầm. Bạch hổ lại gào lên đau đớn, buông thân cây kia ra mà ngã lăn ra đất, vòng chuỗi đầu người sáng rực lên. Lúc này hổ xám lại bị thân cây đại thụ kia đè lên trên người. Nó đau đớn mà thều thào không thành tiếng. Bạch hổ còn lo lắng ngồi dưới đất để xoa dịu sự nóng rát ở giữa lồng ngực, thì luồng khói đen lại ập tới chỗ hổ xám. Chỉ thấy một bàn tay khô quắp hiện ra, rồi chụp lấy đầu hổ xám bóp mạnh. Rốp, thu. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khắp bốn phương tứ hướng trong rừng. Con hổ xám há to miệng gào lên. Tăng quỷ. Á. Ầm. Lập tức cái đầu hổ xám bị bóp cho vỡ nát. Máu thịt văng khắp nơi. Tu vi của nó vừa thoát ra thì bị đám khói đen kia cuộn lấy nuốt sạch. Bạch hổ vừa trông thấy thì cả kinh bước lùi lại, lao nhanh tới chỗ trước mặt năm lác. Lúc này nó lẩm bẩm. Oán linh kia là thứ gì? Tại sao lại dùng Phật lực? Chỉ trong một vài pháp đã kết liễu hổ tử. Bạch hổ lúc này đang dè chừng thì giọng của năm lác lại vang lên. Hổ vương, thứ trước mắt là gì? Uy áp từ thứ ấy khiến ta sắp không chịu nổi. Bạch hổ quay sang rồi trừng mắt lên tiếng. Phàm nhân, ta cũng cùng chung câu hỏi với ngươi. Lời chưa kịp dứt thì luồng khí đen lại ầm ầm lao nhanh tới. Bạch hổ trừng mắt rồi thủ thế, dây chuỗi đầu người sáng rực lên. Hàng loạt ánh mắt đánh thẳng thần lực về phía luồng khí đen kia, nhưng dường như là vô dụng, tựa như chỉ đánh vào trong không trung. Bạch hổ gầm lớn, phóng tới vung hai chân đánh ầm ầm vào luồng khói. Từ bên trong luồng khói kia, hai cánh tay xương sẩu hiện ra đỡ lấy từng đòn đánh từ bạch hổ. Bốc bốc bốc, ầm. Bạch hổ bị một chưởng đánh thẳng vào giữa lồng ngực hất văng ra xa. Năm lác lại thổ huyết, cả người đổ sụp xuống. Bạch hổ thấy vậy thì trừng mắt rồi gầm lên. Phàm nhân, mi dáng chống cự, ta ắt phải diệt được kẻ kia. Lời vừa dứt thì luồng khói kia áp sát tới. Từ trong luồng khói hiện ra một cái đầu người chọc lóc, có 12 chấm đỏ trên đỉnh đầu, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt trắng bệch, hai nanh dài lộ ra nhoẻn miệng cười ma mị. Bạch hổ thoáng giật mình liền vung hai chân trước và mạnh vào thì ầm. Hai bàn chân chỉ như đánh vào không trung chứ chẳng hề hấn gì. Bỗng một vòng chuỗi tỏa ra màu đỏ rực từ trong không trung giáng xuống, đánh thẳng vào thân bạch hổ liên tiếp mấy phát. Ầm ầm ầm. À uôm. Bạch hổ bị đánh văng ra xa thêm chục thước, toàn thân trọng thương vô cùng nặng. Năm lác liệm dần đi. Hư ảnh của bạch hổ cũng lập tức mờ ảo dần. Bóng đám khói đen lại phóng tới, vung tay bóp chặt lấy đầu bạch hổ. Giọng nói lớn lại vang lên. Thu. Bàn tay kia chẳng mấy chốc đã rút đi không ít thần lực từ bóng bạch hổ. Chợt lúc này, ầm. Từ trên cổ nó, một luồng đạo quang lóe sáng, đánh văng luồng khói đen kia ra xa. Lúc này cái nanh trong miệng của năm lác cũng vỡ tung, khiến lão thổ ra bên ngoài toàn máu tươi. Bóng khói đen lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ chớp chớp mấy cái rồi nhìn chằm chằm vào luồng đạo quang kia. Bạch hổ lúc này cũng nằm thoi thóp, mờ nhạt rồi tan biến dần. Nhưng trước khi tan biến, nó oằn mình tháo sợi dây chuỗi trên cổ ra, ném thẳng về phía bóng khói đen. Ta không biết mi là thứ gì, nhưng ta có chết cũng phải diệt cho bằng được loài oán linh như mi. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên,
Bạch hổ đã hóa thành những mảnh tàn hồn lơ lửng trên không trung. Bóng khói đen vừa né được sợi chuỗi đầu người thì liền áp sát mà lao tới, cuộn lấy lớp tinh phách và tu vi của bạch hổ nuốt trọn vào trong. Ánh mắt đỏ rực kia lại quay sang, nhìn chằm chằm vào Nam Lác. Toan muốn lao tới thì lúc này sợi chuỗi đầu người lại một lần nữa rực sáng. Những luồng đạo quang đánh thẳng tới lớp khói đen. Ầm ầm ầm. Lần này lớp khói đen bị đánh cho tan thành nhiều mảnh. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, lại tụ lại thành một. Từ bên dưới sợi chuỗi, những hạt chuỗi cùng với những cái đầu người sáng rực chiếu lên hàng loạt những hư ảnh của các vị sư thầy đã bị bạch hổ ăn thịt. Bọn họ thương tích cả người. Áo cà sa màu vàng đã nhuốm đầy máu tươi. Vừa trông thấy lớp khói đen kia thì lập tức chắp tay mà tụng niệm. Những câu kinh vang lên, khiến cho đám khói đen dè chừng rồi lập tức thoát ẩn thoát hiện, quay đầu biến đi mất hút trong màn đêm u tối. Hư ảnh của những vị sư thầy kia, sau khi thấy bóng khói đen bay đi thì cũng mờ nhạt, rồi thu dần vào trong sợi chuỗi. Để lại Nam Lác nằm trơ trọi giữa rừng già, cùng với khúc gỗ trầm hương và cái xác ông cụ chỉ còn nửa thân người. Nam Lác chẳng biết mình đã ngất bao lâu, cho đến khi thần trí chợt tỉnh, nghe tiếng nói tiếng cười rộn rã bên tai. Lão từ từ mở mắt, mọi thứ trước mắt lúc này mờ ảo mà hiện ra. Một khuôn mặt đang dí sát vào, bộp bộp. Một bàn tay từ đâu vỗ nhẹ vào mặt Nam Lác mấy cái, sau đó thì một giọng nói lại vang lên. Tỉnh rồi à thằng em. Nam Lác từ từ mở to mắt, lúc này mới nhìn rõ trước mắt mình là một người đàn ông khuôn mặt bặm trợn, bộ râu quai nón đen xì, ánh mắt có chút đỏ ngầu. Nam Lác ú ớ không tài nào mở miệng ra nói được. Cảm giác trong vòng miệng và lưỡi đau rát vô cùng, tựa như có hàng ngàn vết cắt bên trong. Lão lại đưa mắt nhìn người kia chằm chằm, sau lại quay đầu, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lúc này mới từ từ nhận ra mình đang nằm trong một lán trại nhỏ. Xung quanh còn có ba người khác cũng đang đứng chống nạnh nhìn về phía Nam Lác. Lão cố mở miệng ú ớ, nhưng mỗi lần như vậy thì máu tươi bên trong lại ứa ra khiến lão nhăn mặt đau đớn. Lúc này người đàn ông có râu quai nón cười cười, rồi vỗ vỗ vào người lão. Không cần phải sợ. Đây là lán trại của bọn anh. Bọn anh đi tìm Trầm thì vô tình phát hiện chú em mày nằm ngất trong rừng, toàn thân đầy thương tích. Xung quanh còn có xác một con hổ xám lớn, cùng với cái xác người bị cắn làm đôi. Thấy chú em mày còn sống nên bọn anh mới mang về lán, cố cứu cho chú một mạng. Nam Lác nghe vậy thì thở dài một hơi, khẽ gật đầu như thay cho lời cảm ơn. Lão lại nhớ ra thứ gì đó, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này người đàn ông râu quai nón lại đưa tay chụp lấy khúc gỗ trầm hương rồi đưa ra trước mặt. Chú mày tìm thứ này phải không? Hay là thứ này? Lúc này người đàn ông lại đưa ra một sợi dây chuỗi bằng gỗ trước mặt Nam Lác. Lão đưa mắt nhìn nhìn rồi gật gật đầu. Người đàn ông kia mới cười cười. Yên tâm, bọn anh không tham mấy thứ này đâu. Nếu anh đoán không lầm, thì chú mày cũng là người phu trầm phải không? Hà hà. Nam Lác nghe hai chữ phu trầm thì liền lắc đầu, bởi phu trầm có nghĩa chỉ đến những người đi vào nơi rừng thiêng nước độc, không màng khó khăn để tìm trầm hương. Người đàn ông thấy Nam Lác lắc đầu thì lại cười cười. Thôi, chú mày không cần phải giấu, bọn anh cũng là dân phu trầm. Nhưng tuyệt nhiên là người tốt, người nào làm người ấy hưởng. Hà hà. Vốn bọn anh cũng xuất thân từ nông dân mà ra, anh em chung một nhà. Không phải người ngoài mà đâm chém để cướp chiến lợi phẩm của kẻ khác. À, thấy nể chú mày ở chỗ, một mình chú mày có thể giết chết con hổ lớn kia. Hà hà. Nam Lác nghe nhắc đến con hổ lớn thì lại đưa mắt nhìn về sợi dây chuỗi, đoạn đưa tay lên ngực mà sờ sờ, không thấy sợi dây chuyền nanh hổ của mình đâu. Thấy vậy người đàn ông tưởng là Nam Lác tìm sợi dây chuỗi, thì liền đeo sợi dây vào lại trong cổ. Sau đó thì đặt khúc gỗ trầm bên dưới tay, rồi lại lên tiếng. Thôi, chú em nghỉ ngơi thêm cho khỏe. Anh thấy bên trong miệng chú mày bị thương khá nặng đấy, chứ chẳng đùa đâu. Không khéo lại câm mẹ nó đi thì khổ. Nam Lác lại gật gật đầu tỏ ý cảm ơn. Người đàn ông kia quay đầu đi ra khỏi cái lán nhỏ. Ba người kia cũng quay người đi theo. Ba người này lần lượt là Trung, Hiếu và Hận. Người đàn ông râu quai nón kia tên Minh. Cả bốn là anh em họ hàng trong nhà. Vì không muốn sống cái cảnh cơ cực nên rủ nhau vào núi tìm Trầm để cầu mong đổi đời. Vừa bò ra đến nơi thì Hiếu là em út liền lên tiếng.
Thế chúng ta không lấy khúc trầm kia thật à? Nhiều đó cũng đủ để chúng ta sống sung sướng đấy. Minh đưa mắt nhìn về phía em trai mình rồi nhếch mép. Tham làm gì mấy thứ nhỏ nhặt ấy? Chú em kia cũng cực khổ lắm mới có được. Thôi thì cứ để chú nó hưởng. Hà hà, thứ tao muốn tìm thật ra nó còn giá trị hơn thứ khúc gỗ trầm ấy hàng trăm ngàn lần. Cả ba đưa mắt nhìn về phía Minh rồi đồng loạt lên tiếng. Là thứ gì hả anh hai? Minh châm điếu thuốc rồi rít một hơi, thở ra làn khói trắng, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng rồi thỏ thẻ lên tiếng. Chúng mày có nghe lời đồn về cái quan tài trầm hương, được các thầy trong chùa Long Quang tự chôn giấu thứ gì đó, bên trong vùng núi này hay không? Nghe những gì Minh nói thì Trung lại nheo mắt rồi chậc lưỡi. Nhưng mà đó chỉ là lời đồn thôi mà, đã có ai tìm ra nó đâu. Minh lắc đầu rồi cười lên. Hà hà, mày còn sốt lắm em ạ. Phải có thật thì người ta mới đồn thổi truyền miệng cho nhau nghe. Mà bởi vì chưa có ai tìm ra, nên anh mới dắt chúng mày đi tìm nó đây. Nghe bảo cái quan tài ấy được đúc kết bằng những khối trầm hương tự nhiên. Mẹ kiếp, đến bây giờ chẳng khéo nó lại có kỳ nam. Lúc đó đừng nói là sung sướng một thời gian. Chúng mày có mà sung sướng đến già. Hà hà. Cả ba nghe vậy thì khoái chí nhìn nhau. Lúc này Hiếu lại lên tiếng. Mà kỳ nam là thứ gì? Nó còn quý hơn cả trầm à anh hai? Minh lại rít hơi thuốc, đoạn khẽ gật đầu. Đúng, chúng mày có nghe câu nhất kỳ nam, nhi trầm kiến hay chưa? Kỳ nam là thứ lõi trầm có nhiều dầu hương hơn cả trầm. Nó thường được nằm bao bọc bởi trầm bên ngoài. Kỳ nam được chia làm 4 loại khác nhau, đó là bạch kỳ, thanh kỳ, huỳnh kỳ và hắc kỳ. Lần lượt: bạch kỳ, màu trắng và mềm; thanh kỳ, màu xanh, nhiều dầu thì nó mềm, ít dầu thì nó cứng; huỳnh kỳ, có màu vàng sáp ong, rất cứng và nặng, nhưng nếu phơi khô lâu thì rất nhẹ; hắc kỳ, màu đen, rất cứng. Nhưng kỳ nam là thứ vô cùng quý hiếm, hàng ngàn cây gió bầu kết trầm thì đâu đó được một hoặc hai cây là kết kỳ, nhưng có khi thì không có cây nào. Nên nó mới là thứ vô cùng quý hiếm. Người ta sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng chỉ để được sở hữu một khúc kỳ nam nhỏ. Nghe vậy thì cả ba đứa còn lại đều ồ lên, đoạn lại lên tiếng tấm tắc khen. Ấy, anh hai tính ra cũng biết nhiều phết chứ nhỉ. Hà hà, thế còn trầm kiến là thứ gì? Minh lại gật gù, đưa tay lên chỉ, gõ gõ vào trong không trung, rồi lên tiếng. Trầm kiến, hay còn gọi là trầm tóc kiến. Chúng mày có biết trầm hương bình thường được hình thành như thế nào không? Hà hà, thường thì các thân cây gió bầu sau khi bị tổn thương do cây gãy, hay do người đi rừng, hoặc những kẻ phu trầm vung dao chặt mấy nhát để tạo vết thương rồi bỏ đi. Vốn dĩ ắt sẽ còn quay lại, bởi họ biết rằng cây gió bầu này khi thân cây tổn thương sẽ tự tiết ra một lượng dầu trầm lớn để chữa lành vết thương của nó. Lúc đó thì chỗ vết thương ấy cô đặc rất nhiều dầu trầm, tạo hương thơm dễ chịu. Từ đó chỗ ấy sẽ được gọi là gỗ trầm. Nhưng về trầm tóc kiến, chúng là thân cây gió bầu bị tổn thương bởi kiến đục lỗ. Những lỗ đục ấy sẽ đan xen với vân gỗ, tạo nên hình thù vô cùng đẹp mắt. Tương tự như tao vừa nói, cây sẽ tự động tiết ra dầu trầm để bảo vệ những vết thương do kiến đục. Lâu dần dầu trầm sẽ tích tụ ở đấy mà hóa thành gỗ trầm. Loại trầm tóc kiến này có màu xám hoặc nâu sẫm, đường vân tóc ngắn và phân tán như lỗ kiến. Nó cũng được chia làm 4 loại, đó là tóc đỉa, tóc dây, tóc hương và tóc bi. Nói dứt lời thì Minh im lặng rồi trầm mặc, đưa mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Hận mới tò mò lên tiếng. Ơ, sao đang nói anh lại câm như hến thế? Minh lúc này quắc mắt, đoạn chậc lưỡi. Ôi mẹ kiếp, tới khúc phân biệt 4 loại trầm tóc kiến thì tao lại quên mất. Lần trước ở nhà lão Tư, tao có nghe lão nói sơ qua, nhưng bỗng dưng lại quên mất. Mẹ kiếp, hề hề, thôi, biết thế là được rồi. Mục đích của mình cũng có phải đi tìm trầm hương đâu mà lo. Thứ mình cần tìm là nơi chôn giấu cái quan tài kia kìa. Hà hà. Hận lúc này lại lắc đầu. Không, tìm thì tìm, nhưng mà phát hiện ra trầm thì mình vẫn phải lấy.
Hà hà, nhỡ chẳng may không tìm được cái quan tài kia, thì còn có trầm mà bán. Nghe Hận nói cũng có lý. Hai đứa kia cũng lên tiếng nhao nhao đồng ý. Minh cũng khẽ gật đầu. Cũng đúng. Hà hà. Hiếu lại lên tiếng. Thế khúc gỗ trầm trong kia. Hà hà. Nó đưa ánh mắt nham hiểm nhìn qua ba người còn lại, rồi đảo mắt nhìn vào trong lán trại. Đoạn lúc này Hiếu quay người bò nhanh vào, toan muốn trộm lấy khúc gỗ trầm từ tay Năm Lác. Lúc này Năm Lác tuy nằm bên trong, nhưng cũng nghe hết những gì bốn anh em kia vừa nói. Lão đưa mắt nhìn xuống khúc gỗ trầm rồi khẽ lắc đầu, ngẫm nghĩ. Hừ, thảo nào thứ này lại là cơn thèm khát của biết bao nhiêu người. Bây giờ trong tình trạng này giữ nó bên mình khác nào rước họa vào thân. Lúc này Hiếu cũng vừa bò vào trong. Năm Lác đánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hiếu, rồi lại đưa tay vẫy vẫy ra hiệu gọi Hiếu tới gần hơn. Năm Lác đưa tay mò mẫm rồi cầm lấy khúc trầm hương mà đưa về phía Hiếu. Miệng ú ớ, đầu hất hất cằm. Hiếu đưa mắt nhìn nhìn về phía Năm Lác mà ấp úng. Bên ngoài ba người kia cũng đi vào. Trông thấy tình cảnh trước mắt thì cũng ngập ngừng khó xử. Bởi từ trước tới giờ, cả bốn chưa từng động tay động chân làm chuyện xấu, nên trong lòng họ bây giờ lại dấy lên chút áy náy. Năm Lác ném khúc gỗ trầm ấy về phía cả bốn, rồi chắp hai tay lại ra hiệu như nói lời cảm tạ. Minh đưa tay cầm lấy khúc gỗ trầm rồi quay sang nhìn cả ba. Sau đó thì thở dài. Ấy, chú em, thật ra chuyện này. Năm Lác nhắm chặt mắt, chắp tay kết ấn trước ngực. Sau đó thì truyền âm vào trong tai cả bốn người. Thứ này vốn dĩ không phải của tôi, mà tôi cũng chẳng cần nó để làm gì. Các người cần thì cứ lấy, coi như là đền ơn cứu mạng. Cả bốn vừa nghe thấy âm thanh bên tai thì lập tức nhìn nhau hốt hoảng, run lên bần bật mà nhìn xung quanh. Đoạn lại nhìn về phía Năm Lác, lão lại đưa tay ra hiệu. Cả bốn người kia giật bắn mình rồi lao người chạy ra bên ngoài, miệng thét lớn. Có ma, có ma, có ma. Năm Lác đưa mắt nhìn theo bốn cái bóng đang chạy khuất dần thì thở dài một hơi. Sau lại lắc đầu mà cười cười rồi đánh mắt nhìn lên trên mái lều. Chợt lúc này một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, thoang thoảng hương trầm sộc vào mũi, khiến Năm Lác khịt khịt mấy hơi rồi nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Trong mắt Năm Lác trông thấy, thoáng có một luồng khí vàng từ bên ngoài là bay vào, nhưng chưa kịp phản ứng thì sợi chuỗi trên cổ đã nóng lên đánh bật luồng khí kia ra xa. Năm Lác lại giật bắn mình đưa tay sờ lên trên cổ, một luồng đạo quang từ đó phát sáng, khiến cho Năm Lác lóa hết cả mắt mà bất tỉnh. Trong cơn mơ, Năm Lác thấy mình đang đứng trước lán trại nhỏ. Xung quanh tối đen như mực, lão đưa mắt nhìn muốn dò tìm xem bốn người kia có đang ở đây hay không thì chẳng thấy bốn người kia đâu. Nhưng lại có 16 cái bóng từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt Năm Lác. 16 cái bóng kia trong hình hài những vị sư thầy với 12 chấm đỏ trên đầu. Nhưng lạ thay chỉ có 8 cái là được trong hình hài nguyên vẹn, da thịt lành lặn không một chút sứt mẻ, vẻ mặt vô cùng hiền hòa. Còn lại 8 cái bóng kia, thân thể đầy những vết thương chắp vá, máu tươi không ngừng đổ ra ướt hết cả khoảng áo cà sa. Khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt đổ ra huyết lệ, máu thịt bê bết khắp người, khiến cho ai trông thấy cũng phải giật mình kinh sợ. Nhưng cho dù là trong hình hài lành lặn hay kinh dị, 16 vị sư thầy kia đều đồng loạt chắp tay lại, cúi lạy hành lễ với Năm Lác. A-di-đà Phật. Năm Lác khẽ có chút bất ngờ lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt hết 16 vị sư thầy. Toàn thân bọn họ tỏa ra Phật khí bao trùm hết cả nơi này, khiến cho Năm Lác phải lắp bắp. Các người, các người. Lúc này 16 cái bóng kia đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hướng về phía Năm Lác lên tiếng. Mô Phật, thí chủ không cần phải sợ. Chúng tôi là 16 vị sư trong chùa Long Quang Tự. Sinh thời đã bị Bạch Hổ hộ pháp ăn thịt uống máu, hút lấy nghiệp quả để tích tụ tu vi. Năm Lác nghe vậy thì khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn lại một lượt những vị sư thầy trước mắt. Hóa ra là các người. Nói đoạn, Năm Lác cũng đưa tay chắp lại rồi cúi đầu hành lễ. Mô Phật, các sư tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Lẽ nào là vong hồn chưa siêu thoát? 16 vị sư lại đáp. Chúng tôi suy cho cùng cũng là loài ma chành do Bạch Hổ nuốt lấy.
phải theo hầu nó từ khi chết đi cho đến bây giờ. Sợi dây chuỗi trên người Bạch Hổ đeo năm đó chính là 16 cái đầu của chúng tôi. Chúng tôi bị giam giữ trong 16 cái đầu ấy suốt bao nhiêu năm qua, mãi không thoát ra được. Tưởng chừng sẽ hóa thành loại đại quỷ mà giúp cho Bạch Hổ làm điều ác. Nhưng cũng may là phước đức chưa tận. Năm đó cũng nhờ thí chủ cùng với bậc cao nhân kia ra tay thu phục Bạch Hổ, chuyển hướng cho nó thành tâm hướng đạo. Bạch Hổ cũng biết mình có lỗi với 16 người chúng tôi. Nó cũng đã hồi tâm mà tu hành tích đức. Chúng tôi cũng nhận ra được điều này, nên cũng chẳng oán hận mà đồng tâm trì chú ngày đêm để nó nhanh chóng đắc đạo. Nó càng tu thì phước báo càng lớn. Những cái đầu người cũng từ từ mà hóa thành xá lợi, kết thành vòng chuỗi. Nhưng Bạch Hổ chỉ vừa mới chuyển hóa 8 đầu thì đã bị tên tăng quỷ kia giết chết. Sau đó thì lại ra tay thu lấy tu vi. Nhờ vậy mà chúng tôi cũng đã thoát được ra ngoài để đến gặp thí chủ. Chúng tôi có chuyện muốn nói. Năm Lác nghe vậy thì trố mắt giật mình. Đưa tay sờ lên cổ thì thấy sợi dây chuỗi kia có 16 hạt. Nhưng rồi nhớ ra. Bạch Hổ, con hổ ấy tu vi cao thâm mà lại bị giết đi để hút tu vi rồi sao? Thảo nào không còn thấy cái nanh của nó. Đúng vậy, đó cũng chính là cái nghiệp mà nó phải trả. Tuy đã quay đầu hướng Phật, nhưng nghiệp quả sát hại tăng nhân, nhưng lại bị một tăng quỷ đánh cho hồn tiêu phách tán, tu vi bị nuốt trọn, cuối cùng đều là hư vô. Năm Lác càng nghe càng khó hiểu, nhưng cứ nghe 16 người kia liên tục nhắc đến tăng quỷ, thì nheo mắt mà hỏi lại. Tăng quỷ, nó là thứ gì? Có phải là oán linh có hình một đám khói đen đêm qua? 16 cái bóng lại khẽ gật đầu. Đúng, là hắn. Nếu đêm qua chúng tôi không xuất hiện kịp thời, thì e rằng giờ này thí chủ cũng đã bị hắn nuốt đi hồn phách, vạn kiếp không siêu sinh. Năm Lác nghe vậy thì trố mắt kinh hãi. Gì chứ? Rốt cuộc hắn là thứ gì? 16 người kia nhìn nhau, rồi lại lên tiếng. Hắn vốn là một tăng nhân có đạo hạnh cao thâm, nhưng chẳng hiểu tại sao lại hóa quỷ mà tác oai tác quái trong vùng núi này. E rằng nếu không diệt trừ, thì ắt sẽ là cái họa lớn cho nhân gian. Năm Lác run run. Tăng nhân, hóa quỷ. Người bình thường hóa quỷ đã là một loại rất đáng sợ. Nay lại là kẻ có đạo hạnh và Phật lực trong mình hóa quỷ. Thần lực của con quỷ này e rằng không phải là thứ tầm thường. Theo như lời các người nói, thì ắt hẳn bầy yêu chúng quỷ hay các đại quỷ nơi này đều phải kính nể hắn. Vậy thì khác nào là quỷ vương? Nhắc hai từ quỷ vương thì 16 bóng sư thầy lại nhìn nhau, sau đó gật đầu như đồng ý với những gì Năm Lác vừa nói. Đúng vậy, có thể gọi quỷ tăng kia chính là quỷ vương ở vùng này. Nhưng dường như bọn ta còn cảm nhận được, gần đây có một đại trận trấn quỷ rất lớn. Có lẽ tên quỷ vương kia cũng là thoát ra từ đại trận ấy. Năm Lác nghe thì lại rùng mình. Gì chứ? Tự thoát ra khỏi đại trận. Thứ đó. Như hiểu ý Năm Lác đang muốn nói gì, 16 bóng sư thầy chắp tay rồi lên tiếng. Thí chủ không cần phải lo. Chỉ cần tìm ra được đại trận ấy để bắt con quỷ kia về trấn áp. Tất cả chúng tôi sẽ nguyện hiến thân mình để trấn áp, độ hóa cho hắn. Việc bây giờ là tìm ra được nơi đại trận ấy. Phàm việc này chúng tôi không thể nào ra mặt được. Chỉ còn mong chờ vào mỗi người. Năm Lác ấp a ấp úng. Nhưng 16 bóng sư thầy kia lập tức biến mất. Để lại Năm Lác một mình đứng giữa khoảng đất trống. Xung quanh tối mịt. Đang loay hoay nhìn xung quanh mà trầm tư suy nghĩ gì đó. Thì chợt lúc này từ trong bóng tối một thoáng hương trầm. Kèm theo mùi tanh tưởi của máu tươi từ đâu sộc tới. Khiến Năm Lác khẽ rùng mình. Đưa mắt nhìn xung quanh dè chừng, hai tay kết sẵn thủ ấn, ánh mắt tập trung cao độ, cố mà phán đoán mùi hương kia phát ra từ đâu. Bỗng lúc này trong bóng tối, một cánh tay xương sẩu đánh thẳng tới Năm Lác. Bốp bốp, lão Năm trợn mắt rồi vung tay đỡ lấy hai đòn liên tiếp. Mùi hương trầm sộc tới ngày một mạnh, khiến Năm Lác hít lấy thì liền đê mê rùng mình. Khốn kiếp, rốt cuộc mày là thứ gì? Chợt lúc này lại có giọng cười khanh khách vang lên. Ha ha ha, tao là Phật. Giọng nói lanh lảnh kèm theo tiếng cười man dợ kia, khiến cho Năm Lác giật mình mà tỉnh giấc. Lão ngồi bật dậy mà thở lên hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chỉ là một màu tối đen như mực.
Năm lác đưa tay mò mẫm khắp nơi thì chạm vào được những thứ linh tinh. Toan đứng bật dậy thì đầu đập vào một thứ gì đó cưng cứng, khiến lão phải ngồi sụp xuống trở lại. Lúc này từ đằng xa, có một ánh đèn le lói phát sáng. Lão đưa mắt nhìn về hướng ánh sáng ấy, rồi từ từ mò mẫm bỏ ra ngoài, miệng thều thào kêu lên từng tiếng. Có ai không? Có ai không? Những vết thương bên trong miệng Năm Lác đã lành lặn trở lại từ bao giờ. Lão thều thào gọi thì thấy đốm sáng kia thoáng khựng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chú em mày đấy phải không? Tỉnh rồi phải không? Nghe thấy giọng nói kia, Năm Lác nhận ra ngay những người lúc sáng đã cứu mình thì liền lên tiếng đáp. Tôi đây. Lập tức đốm ánh sáng bên ngoài di chuyển nhanh hơn đi vào trong. Bốn bóng người mỗi lúc một rõ hơn. Thấy Năm Lác đang ngồi uyệt dưới đất thì cả bốn đưa mắt nhìn vào chằm chằm. Lão Năm cũng đưa mắt nhìn lại. Hai bên nhìn nhau một lúc thì Năm Lác mới lên tiếng. Sao đấy? Chú em mày tỉnh rồi à? Thế chú mày là người phải không? Nhưng mà chú mày nói chuyện được rồi à? Năm Lác nghe vậy thì thở dài, gật đầu mấy cái. Vâng, tôi là người, không phải ma đâu. Vừa nói dứt lời thì lão lại đưa tay sờ sờ vào trong miệng mình. Cảm giác vết thương không còn, lão trầm mặc suy nghĩ. Sau lại đưa tay sờ lên trên cổ thấy chuỗi tràng hạt thì mới bán tín bán nghi nhận ra ngay. Vết thương trong miệng ắt hẳn là do những vị sư kia chữa lành. Minh lúc này mới lên tiếng. Thế là tốt rồi, ra bên ngoài mà ngồi cho thoáng này. Nói đoạn cả bốn người quay lưng bỏ đi ra ngoài. Năm Lác cũng đi theo sau. Đặt cái đèn măng sông lên trên tảng đá lớn như cái bàn. Cả năm người ngồi xuống rồi mới từ từ hỏi rõ mọi chuyện. Năm Lác cũng kể rõ sự tình về chuyến đi của mình. Tình cờ gặp phải bọn cướp đường. Sau đó thì chạy lạc vào trong rừng đối đầu với hổ dữ. Bốn người kia cũng cho biết bọn họ là bốn anh em cùng nhau vào rừng để tìm trầm hương mong được đổi đời. Năm Lác nghe vậy thì liền chậc lưỡi mà lắc đầu. Chậc, các người chỉ biết nghĩ đến những chuyện dễ dàng thuận lợi. Vậy thì những lúc gặp phải nguy hiểm thì sao? Nơi rừng thiêng nước độc, hung thú nhiều vô kể, chưa kể còn có những loài ma quỷ và cọp tinh. Đang nói thì Minh vội vàng lên tiếng chen ngang. Ây, chú mày khoan đã. Anh được biết khi đi rừng thì không được gọi thẳng ra như thế. Cọp là loài vô cùng thính, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để chúng nghe thấy. Chứ đừng nói gì là nhắc tên. Thường bọn anh sẽ gọi chúng là thầy. Năm Lác nghe vậy thì gật gù. À, thầy sao? Hà, cách gọi này cũng hay. Nói thêm đôi ba lời thì Năm Lác châm lấy điếu thuốc rít lên một hơi. Sau đó nhớ ra điều gì đó thì liền lên tiếng. Ấy, cái khúc trầm ấy, thật ra các người cứ giữ lấy, xem như tôi đền ơn cứu mạng. Bốn người kia nghe thấy thì liền trố mắt kinh ngạc. Không tin được rằng trên đời này lại có những người phớt lờ với thứ quý giá mà bao kẻ phải thèm khát. Năm Lác lại nói tiếp. Thứ nhất là vì ơn cứu mạng. Thứ hai là các người là người tốt. Nếu gặp những kẻ khác, e rằng chúng đã giết tôi để cướp khúc trầm rồi. Hai, chẳng giấu gì các người, tôi vốn là người học đạo. Những thứ này trong mắt tôi nó là họa, chẳng phải phúc. Vì nó mà biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống một cách oan uổng. Hai, cả bốn người kia nghe qua thì liền nhìn nhau rồi cúi rạp người xuống, chắp tay ra điều cảm tạ. Cái ơn này của chú em, bốn anh em tôi không bao giờ quên. Năm Lác đưa tay đỡ lấy, đoạn lại lên tiếng. À, bốn người là dân vùng này phải không? Thật ra tôi có một chuyện, không biết có nên hỏi không? Cả bốn người nhìn nhau, sau lại quay sang nhìn Năm Lác. Là chuyện gì? Năm Lác chậc lưỡi. Chậc, không biết các người ở đây có nghe nhắc đến một thứ gọi là tăng quỷ hay không? Nói thẳng ra là một người sư thầy hóa quỷ. Nghe thấy câu hỏi của Năm Lác thì ai nấy cũng đều nhìn nhau hoang mang. Nhưng duy chỉ có Minh là mặt biến sắc, ánh mắt có chút sợ sệt lo lắng nhìn về phía Năm Lác. Nhận ra ngay sự khác thường, lão liền hỏi lại. Anh biết chuyện gì à? Minh lúc này mới giật mình rồi lắc lắc đầu. À không, không, nghe đến từ quỷ thì anh hơi sợ mà thôi, chứ không có gì.
nhưng Năm Lác nhận thấy trong ánh mắt của Minh như đang muốn che giấu chuyện gì đó. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì trời đã về khuya. Sương đêm xuống ướt lạnh cả hai vai. Cả bốn người chui vào trong lán trại ngủ. Duy chỉ có Năm Lác là ngồi trầm tư giữa rừng. Sau lại đưa tay sờ sờ lên trên sợi dây chuỗi rồi thở dài mấy tiếng. Từ lúc theo huấn luyện khóa nghĩa vụ quân sự, sau lại được phát hiện ra khả năng tâm linh của mình, lão được đưa vào trong tổ chức bí mật của nhà nước để điều tra các vụ án về tâm linh. Cho đến nay cũng đã ngót nghét một năm, phá được hai vụ án. Nhưng hung thủ chỉ là những loại ma quỷ tầm thường, mượn xác để giết người báo thù. Lần này trên xe xuôi về quê thì lại gặp cớ sự này. Năm Lác lại ngẫm nghĩ về những gì 16 vị sư thầy kia vừa nhắc đến trong giấc mơ của mình. Thêm lần trước đang đối đầu với hổ xám thì thứ kia xuất hiện. Chẳng mấy chốc đã xuống tay hạ sát hai con hổ. Một tranh một thần. Cũng khiến cho Năm Lác một phen khốn đốn. Lão thở dài rồi liên tục rít lên từng hơi thuốc. 2. Bây giờ trong người chẳng có gì. Ngoài cái thân què này. Đối đầu với thứ kia thì lấy gì mà thắng. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ đi thì khác nào thấy chết không cứu. Thấy họa lớn mà không diệt. Vậy thì học đạo để làm gì? Những suy nghĩ cứ miên man nổi lên trong đầu, khiến Năm Lác vô cùng đắn đo. Chợt lúc này, bên trong lán trại có tiếng bước chân vang lên, hai bên tai lão Năm nhích lên mấy cái. Gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến lão giật mình quay lại. Đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lán trại, cảm nhận có điều gì đó không ổn thì lão liền đứng bật dậy dè chừng. Năm Lác từ từ di chuyển những bước nhẹ nhàng vào bên trong, tiếng gầm gừ bỗng lại vang lên bên tai khiến lão khẽ rùng mình. Cúi người xuống rồi đưa mắt nhìn vào trong. Thì giật mình trông thấy một trong bốn người kia đang oằn mình bò trên mặt đất. Hai mắt trợn ngược lên trắng dã. Nhe hàm răng trắng muốt rồi gầm gừ nhìn về phía Năm Lác. Vừa trông thấy sự lạ trước mắt, lão giật mình bước lùi lại. Là quỷ nhập. Lúc này, người đang bị nhập chính là Minh. Người đàn ông được gọi là anh hai của những người còn lại. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Năm Lác. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía ba người đang ngủ say. Lão Năm tay bắt kết ấn thủ sẵn, từng bước đi tới. Chợt lúc này Minh nhảy bổ lên người Hiếu, rồi há to miệng cắn mạnh vào cổ cậu ta ngấu nghiến. Đang ngủ thì bất thình lình bị cắn đau. Hiếu hét lớn lên trong đau đớn, theo quán tính liền đưa tay mà vùng vẫy. Quái! Á! Á! Năm Lác lao tới. Tay kết ấn đánh thẳng vào đầu Minh khiến hắn hét lên một tiếng rồi ngã bật ra xa. Nghe tiếng thét thì hai người kia cũng giật mình ngồi dậy. Thấy Hiếu trên cổ đang dính đầy máu tươi thì hốt hoảng lao tới. Cởi phăng cái áo ra bịt vết thương. Cả ba đứa chưa kịp hiểu chuyện gì thì Năm Lác đã hét lớn. Chạy ra ngoài nhanh lên. Minh lúc này đang cúi rạp người. Dùng hai tay và hai chân bò trên mặt đất. Đoạn lại nhảy bổ đến chụp lấy Năm Lác. Toan há to miệng để cắn thì lão Năm vung tay từ bên dưới chụp lấy cằm Minh giữ lại. Năm Lác trừng mắt gằn giọng. Thứ bên trong xác phàm này là ai? Minh gầm gừ không trả lời. Hắn lại liên tục vung tay cào cấu khắp người Năm Lác. Miệng thì liên tục há to muốn cắn lấy. Lão Năm vung tay ném thẳng Minh ra bên ngoài. Lúc này thấy Minh vừa bị ném ra. Cả ba người kia hốt hoảng hét lớn. Run lên cầm cập đứng sát vào nhau. Đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Minh rồi lên tiếng. Anh hai. Lúc này Minh bỏ dậy, quay phát người lại, rồi đưa mắt nhìn về phía cả ba, lắc đầu mà gầm gừ. Chợt hắn khịt khịt cái mũi rồi nhìn chằm chằm về phía cổ Hiếu, nơi có máu tươi đang chảy ra như suối. Bất ngờ Minh lại nhảy bổ đến, vung tay chụp lấy Hiếu rồi vật xuống, hai tay liên tiếp cào mạnh vào người. Miệng thì há to ra gầm rú lên vô cùng man dợ. Tay gã cào đến đâu thì da thịt bật máu tươi rơi ra đến nó. Hiếu đau đớn gào thét. Cứu với. Quái. Cứu với. Hận và Trung thấy vậy thì chết điếng. Hai chân run lên cầm cập. Chỉ biết đứng yên mà dương mắt nhìn Minh đang ra sức cào cấu cắn xé Hiếu. Lúc này Năm Lác từ bên trong lao nhanh ra ngoài. Trên tay cầm ba nén hương đang cháy dở. Lão ngậm ngang ba nén hương kia vào miệng rồi lập tức lao nhanh tới. Đưa một tay chụp vào tóc Minh giật ngược ra sau. Tay kia kết thủ ấn đánh thẳng vào giữa trán. Sau đó lại đưa tay kẹp lấy ba nén hương vẽ ngoằn ngoèo lên bên trên. Cách mặt Minh khoảng 5 phân.
Hai mắt Năm Lác mở lên trừng trừng, miệng lẩm bẩm đọc thứ gì đó. Ba người kia cố nghe nhưng không tài nào nghe được. Chấn. Một chữ chấn từ miệng Năm Lác vang lên khiến cho Minh nhăn mặt đau đớn. Minh vung tay chụp lấy ba nén hương kia cho luôn vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Lão Năm thấy vậy thì chố mắt giật mình. Vung tay giật mạnh ba nén hương ra ngoài. Minh vùng dậy rồi chụp lấy cổ Năm Lác bóp mạnh. Hai mắt gã trừng lên rồi nghiêng đầu gầm gừ. Một giọng nói phát ra từ trong cổ họng Minh. Máu! Máu! Tao muốn máu! Năm Lác bị bóp chặt cổ thì trợn mắt khó thở. Vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, nên sức lực còn chưa hồi phục được bao nhiêu, lại đối đầu với thứ phong quỷ rừng. Năm Lác kết ấn Quan Âm trong tay, rồi bất ngờ bóp một phát, thủ ấn đánh thẳng vào giữa ngực Minh, khiến gã nhăn mặt gào lên đau đớn, nhưng vẫn cương quyết không thả tay ra khỏi cổ Lão Năm. Lão lại vung tay đánh thẳng từ trên cao xuống khuỷu tay của Minh, khiến cánh tay gập lại. Năm Lác áp sát gần hơn, dùng hai tay chụp vào tay mình rồi dùng thế mà vật mạnh xuống. Uịch, bốp. Cả người Minh ngã đập mạnh xuống đất. Năm Lác thoái lui mấy bước đưa tay ôm lấy cổ mình, thở lên hồng hộc. Ba người kia thấy vậy toan muốn lao chạy đến chỗ Năm Lác để nấp, thì liền bị Minh quay đầu mà gầm gừ hù dọa. Ánh mắt gã giờ đây chỉ là một màu trắng dã, miệng dính đầy máu tươi. Toàn thân nổi đầy những đốm lông nhỏ. Những đốm lông kia chẳng mấy chốc đã mọc dài ra, khiến cho Minh vô cùng ngứa ngáy. Gã hoàn mình đưa hai tay trước mà gãi lên liên tục. Ba người kia hốt hoảng lên tiếng. Anh hai! Anh hai! Anh! Năm Lác vừa trông thấy thì chố mắt hoảng hốt mà hét lớn. Cẩn thận! Người này sắp hóa cọp rồi! Hóa hóa! Hóa! Hóa cọp! Tại sao? Tại sao? Chưa kịp giải thích thì một tiếng gầm lớn từ miệng Minh vang lên, khiến cho cả ba người kia hoảng sợ lùi lại cả chục thước. Lúc này Năm Lác lao nhanh tới, vung chân đá bốp vào người Minh, khiến gã ngã lăn ra đất. Toan muốn lao tới thì lúc này Minh tung người vung chân đá bật hàng loạt những đợt đất đá văng về phía Năm Lác, khiến lão khựng lại rồi đưa tay đỡ lấy. Bốp bốp bốp. 10 đầu ngón tay và ngón chân của Minh thoáng chốc móng đã mọc dài ra vô cùng sắc nhọn. Gã nhìn chằm chằm về phía Năm Lác, thấy kẻ trước mắt đang thủ kết ấn sáng rực. Minh có chút e dè liền, quay người nhảy bổ về phía cả ba người còn lại. Cả ba hốt hoảng phóng người bỏ chạy toán loạn. Nhưng Minh chỉ lao theo mỗi mình Hiếu, bởi trên người cậu ta có mùi máu mà Minh đang thèm khát. Lúc này mới để ý, từ trong miệng Minh bốn cái nanh dài đang lộ dần ra. Hiếu vừa chạy vừa hét lên vang vọng khắp rừng. Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ! Cứu với! Cứu với! Năm Lác lúc này gằn giọng. Khốn kiếp thật! Không ngờ hắn lại là kẻ ngậm ngải tìm trầm. Ừ! Năm Lác đưa mắt nhìn kẻ trước mặt mình đang từ từ hóa thành hổ thì lắc đầu, thở dài ngao ngán. Ba người kia trông thấy anh mình hóa hổ cũng điếng hết cả người, run lên bần bật mà ú ớ ngay cổ họng, không nói nên lời. Minh oằn mình một lúc thì đã hóa thành hình một con hổ vằn to lớn, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cả ba người em của mình rồi gầm gừ. Năm Lác lúc này mới từ từ đi tới, đoạn lên tiếng. Rốt cuộc ngươi sống trên đời chỉ vì một chữ tiền mà tự biến mình thành loài thú dữ, liệu có đáng không? Ba người kia thấy vậy thì liền ngã khuỵu xuống, khóc lóc thảm thiết. Anh hai ơi! Anh ơi! Sao sao? Sao lại ra nông nỗi này hả anh ơi? Hu hu hu! Anh ơi! Con hổ vằn đưa mắt nhìn xung quanh, hai mắt nó rưng rưng rồi khuỵu hai chân trước xuống, cúi đầu gục mấy cái như hành động cúi lại. Năm Lác thoáng thở dài, biết Minh vẫn còn một chút nhân tính bên trong. Nhưng chưa kịp đi đến thì con hổ lại ngửa cổ gầm lên một tiếng lớn. Sau đó thì quay người chạy đi mất hút trong màn đêm u tối. Năm Lác sau khi băng bó vết thương cho Hiếu thì ngồi xuống bên cái tảng đá lớn. Lão thở dài châm lấy điếu thuốc. Ba người con lại cũng rưng rưng đôi mắt rồi rít lấy từng hơi thuốc. Không ai nói với ai lời nào. Bẵng một lúc sau Lão Năm mới lên tiếng. Thế các người không biết anh ấy ngậm ngải để tìm trầm à? Chợt lúc này, Trung mới lên tiếng. Chuyện này chúng tôi không hề biết. Nhưng thật ra, anh ấy không phải đi tìm trầm, mà là đi tìm thứ khác. Năm Lác nghe vậy thì chố mắt quay sang. Không tìm trầm, thì tìm thứ gì?
Trung đưa mắt nhìn về phía Nam Lác, sau đó chậc lưỡi. Lần trước nghe anh ấy bảo đi tìm cái quan tài trầm hương gì đó của các sư trong chùa Long Quang tự mang vào trong vùng núi này mà chôn giấu. Nam Lác nghe vậy thì liền giật mình, chợt sợi dây chuỗi bên trên cổ lại nóng rực lên khiến lão nhăn mặt đưa tay sờ lên cổ, hốt hoảng tháo ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn chằm chằm về phía sợi chuỗi đang nóng rực, Nam Lác lại nhìn về phía Trung rồi lên tiếng. Quan tài trầm hương, anh có thể nói rõ hơn được không? Trung lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe anh hai nói sơ qua là như vậy thôi. Thứ ấy không khéo lại có kỳ nam bên trong, nên anh tôi mới quyết tìm cho được để mang về đổi lấy một đời sung túc. Nhưng, chuyện có ai? Có ai? Ai? Nam Lác đánh mắt ngang dọc, bằng một trực giác nhạy bén. Lão chố mắt rồi à lên một tiếng, lúc này Hiếu lại chen ngang. Lần trước em có ghé nhà mấy lão già trong làng để đánh cờ tướng. Có nghe qua một lần, nghe đâu bên trong ấy đang trấn giữ con quỷ gì đó rất đáng sợ. Lời của Hiếu vừa nói khiến cho Nam Lác lại càng thêm sáng mắt. Khoan đã, có lẽ nào, các người vừa nói quan tài kia nhốt một con quỷ rồi chôn ở vùng núi này phải không? Lẽ nào, là thứ đó. Cả ba người còn lại nghe Nam Lác ấp úng, thì cũng dần hiểu ra thứ bên trong kia là gì. Hận lúc này mới lên tiếng tức giận. Khốn kiếp thật, biết thứ bên trong là một tăng quỷ đáng sợ như vậy, mà còn đưa chúng ta đi tìm. Khác nào tìm con đường chết. Hừ, lão ấy hóa hổ là đúng. Chẳng sai. Mẹ kiếp, cũng may là xảy ra những chuyện bất trắc này. Nếu không, chúng ta bỏ mạng dưới tay con quỷ kia thì ai mà biết được. Cả hai người kia nghe vậy thì ánh mắt cũng hằn lên chút giận dữ. Nam Lác thở dài rồi chậc lưỡi. Hai, tôi nghĩ anh ta cũng túng quá mà làm liều thôi. Khi con người ta gặp phải vấn đề của mình, thì đâu cần nghĩ đến vấn đề của người khác làm gì. Cái nghèo nó che đi sự lương thiện của con người hết rồi. Nói đoạn Nam Lác lại rít lên hơi thuốc, sau lại lên tiếng. Thế bây giờ các anh định làm sao? Đi tiếp hay thôi? Trung lúc này lắc đầu. Đi vào chỗ chết hay gì? Thôi, về mà ăn khoai ăn sắn sống qua ngày. Hai người còn lại cũng thở dài ngao ngán, cũng gật gù cùng chung ý kiến với Trung. Nam Lác ném điếu thuốc xuống chân rồi dẫm mạnh, dập tắt tàn thuốc. Lão với tay chụp lấy khúc gỗ trầm mà đưa cho Trung. Thôi, thứ này ba người mang về mà chia cho nhau. Hai, nên nhớ, đây là lộc của mẫu. Có được thì phải biết chia cho nhau. Những kẻ có lòng tham, tâm địa xấu xa ắt sẽ gặp quả báo và họa sát thân. Trung cầm lấy khúc trầm hương rồi rưng rưng nước mắt. Mạng sống của anh Minh đổi lại thứ này hay sao? Câu nói khiến ai cũng trầm mặc suy tư. Vốn dĩ trên đời không có gì quý hơn mạng sống của chính mình, nhưng phàm con người lại không nhận ra được những điều ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên quá đầu, Nam Lác cùng với ba người kia đã chia ra làm hai đường. Lão Năm thì quyết tìm cho được nơi trấn yểm con quỷ kia, để một lần nữa trấn yểm nó nằm yên bên trong đại trận, không cho nó thoát ra gây họa cho nhân gian. Ba anh em Hiếu, Hận và Trung thì đi về một đường, men theo con đường mòn trở về dưới xuôi. Cả ba còn chia cho Nam Lác một ít nhu yếu phẩm, đủ cho lão sống trong rừng thiêng nước độc này 6-7 ngày. Cả ba người kia đi được một ngày đường thì bắt đầu thấm mệt, bởi lần trước họ đến được nơi dựng lán trại. Cũng phải mất 4-5 ngày đường, nơi này núi rừng đại ngàn, trùng trùng điệp điệp, đầy rẫy những hiểm nguy ẩn sau bên trong. Cả ba dừng lại bên một con suối nhỏ, sau lại dựng tạm cái trại để nghỉ qua đêm. Trong ba lô chỉ còn lại một ít lương khô, đủ để cả ba ăn dọc đường. Dưới cái ánh đèn măng sông cũ, cả ba ngồi thao thao bất tuyệt về những điều nhất định phải làm khi về dưới xuôi và bán khúc trầm kia đi. Chẳng mấy chốc sẽ giàu lên trông thấy. Trung đưa tay cầm lấy cái ghi đông tu lấy một hơi nước dài, à lên một tiếng. À, thôi, trời cũng khuya rồi. Vào ngủ một tí để sáng mai còn tranh thủ đi sớm. Sương đêm xuống ướt hết cả vai tao rồi. Nói đoạn Trung quay người bò vào trong nằm trước. Hiếu và Hận cũng ngồi một lúc thì cũng bò vào trong trại mà nằm. Ngủ chưa được bao lâu, thì Trung bị tiếng động sột soạt làm cho giật mình tỉnh giấc.
Cậu vừa mở mắt thì trông thấy có cái bóng đen đang đứng lù lù trước mặt. Cậu giật mình rồi chố mắt. Chợt lúc này một tia sáng lóe lên rồi. Phập. Á. Trung đau đớn hét lên một tiếng. Cảm giác như có thứ gì đó sắc bén vừa đâm mạnh vào chân mình. Tiếng hét khiến cho Hận cũng giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bốp. Một vật cứng đã đập thẳng vào đầu Hận, khiến cậu choáng váng ngã vật ra. Đưa tay ôm lấy đầu rồi đau đớn rên rỉ. Trung lúc này mới vùng dậy, vung tay ôm lấy đùi mình, đoạn gào lên. Á, khốn nạn, mày là thằng khốn, mày là thằng khốn. Lúc này giọng thằng Hiếu mới cười lên khanh khách man dở. Ha ha ha, chúng mày chết mẹ đi. Lời vừa dứt thì một tia sáng lại lóe lên, một nhát dao đâm mạnh xuống đùi Trung. Á, Trung lại gào lên đau đớn, nhưng lần này cậu lại vung tay chụp lấy tóc Hiếu giật mạnh. Sau đó lại dùng tay kia đấm thẳng vào vết thương trên cổ của Hiếu, khiến hắn cũng đau điếng ôm lấy cổ gào thét. Lúc này Trung mới bò dậy, lết ra bên ngoài lán trại, miệng không ngừng gào lên kêu cứu. Cứu với! Cứu! Cứu! Hiếu từ bên trong lao nhanh ra, vung chân đá thẳng vào đầu Trung. Bốp! Ăn trọn cú đá mạnh vào đầu khiến Trung choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Lúc này Hiếu như trở nên điên dại. Hắn vung dao đâm mạnh vào lưng Trung thêm một phát, rồi mới cười lên khanh khách. Ha ha ha, khúc trầm ấy phải là của tao. Là của tao. Ha ha ha. Thằng chó. Mày. Mày. Bốp bốp. Liên tiếp là hai cú đá mạnh vào đầu khiến Trung ngã gục xuống. Hiếu lại lao tới vung con dao nhọn đâm mạnh vào cổ Trung. Phập phập phập. Liên tiếp ba nhát dao đâm xuyên qua cổ, khiến cho máu tươi bắn ra như vòi rồng. Cả người Trung giật lên liên hồi, miệng trào ra máu tươi tạo thành vũng. Khuôn mặt Hiếu lúc này ướt hết một màu máu trông vô cùng kinh dị. Trung trợn ngược mắt nhìn về phía Hiếu, như đang cố muốn nói gì đó. Thì Hiếu lại cười lên man dại. Ha ha ha, tao cần khúc trầm ấy. Tao cần khúc trầm ấy. Nó nhất định phải là của tao. Hớt, ức, ức, hực, hực. Trung hộc lên mấy hơi thì trợn ngược mắt. Hiếu lại trừng mắt. Mày nhìn tao sao? Ha ha ha. Phập, con dao nhọn từ tay Hiếu đâm thẳng vào trong mắt Trung, khiến cho con ngươi vỡ nát ra, máu tươi bắn lên tung tóe. Lúc này Hận mới từ trong lều lao nhanh ra, thấy Hiếu đang vung dao điên cuồng mà đâm nát cái thân thể của Trung, thì cậu gào lên. Trời ơi! Hiếu! Mày điên rồi hả? Mẹ kiếp mày! Hận lao tới vung tay chụp lấy Hiếu vật ngã ra đằng xa, lại ngồi uịch xuống đưa tay run run mà đỡ lấy cái xác của Trung bây giờ đã bị đâm nát bươm. Hiếu bị vật lăn mấy vòng trên đất thì bò dậy mà cười lên man dại. Ha ha ha, hai thằng rồi, bây giờ chỉ cần giết mày nữa là xong. Hận nghe thấy thì quay phát lại, run run giọng mà nhìn về phía Hiếu đang lăm lăm con dao đi rừng trên tay. Mày mày, mày. Tại sao mày lại phản anh em tao? Bọn tao đã làm gì mày? Ha ha ha! Chúng mày ngu thì chết! Ha ha ha! Cái gì là đạo làm người? Cái gì là xuất thân từ nông dân hiền lành không cướp của? Ha ha ha! Chỉ những kẻ ngu mới sống tình nghĩa. Còn tao? Tao chỉ biết tiền. Chỉ có tiền mới giúp tao có được những thứ mà người khác cả đời cũng không có được. Ha ha ha! Thằng chó! Mày! Mày! Hận chưa kịp dứt lời thì Hiếu đã lao nhanh tới, vung dao đâm liên tiếp về phía trước. Hận lách người né tránh, vung cùi chỏ mà đánh thẳng vào đầu Hiếu, bốp một phát, khiến hắn choáng váng mà lùi lại. Được đà Hận phóng tới vung tay chụp lấy con dao trên tay Hiếu nhưng bất ngờ Hiếu lại chuyển dao sang tay kia, rồi phập một nhát. Đâm lưỡi dao vào trong bắp tay khiến Hận đau đớn mà gào lên. Hiếu lại rút ra mà đâm thêm một nhát nhưng Hận may mắn né được. Cậu lùi lại rồi đưa tay ôm lấy cánh tay đầy máu của mình. Lúc này Hiếu lại lao nhanh tới. Con dao từ trên cao ngắm thẳng đầu Hận mà đâm xuống. Hận đưa tay lên chụp lấy. Hai bên giằng co nhau dữ dội. Khi mũi dao chỉ còn cách đỉnh đầu Hận khoảng một phân thì Hận gào lớn. Rồi vung chân đạp mạnh vào người Hiếu. Bốp một phát. Khiến hắn ngã lăn ra sau mấy vòng liên tiếp. Hận thừa cơ với tay chụp lấy hòn đá lớn gần đó mà lao nhanh tới. Từ trên cao Hận vung đá giáng thẳng xuống ngực Hiếu, đánh uịch một tiếng, khiến Hiếu hộc ra máu tươi.
Lúc này Hận ngồi đè lên người Hiếu, rồi vung tay vừa đấm bông bốp vào mặt hắn vừa gào lên. Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy? Hả? Hả? Chúng ta là anh em một nhà mà. Thằng chó. Bốp, bốp, bốp. Từng cú đấm như trời giáng khiến cho Hiếu choáng váng. Mắt nổ đom đóm. Tiếng gió rít bên tai nổi lên ầm ầm. Tựa chừng như cơn thịnh nộ của người mẹ xứ sở Trầm Hương này. Đang nổi giận với những kẻ mang tâm địa xấu xa tranh giành lấy lộc mà người đã ban tặng. Hiếu đưa tay lên đỡ lấy cú đấm mạnh của Hận. Tay kia chụp lấy con dao rồi. Phập phập. Liên tiếp hai nhát dao đâm mạnh vào đùi khiến cho Hận giật mình đau đớn ngã ra. Hận đưa tay ôm lấy đùi gào lên từng tiếng. Lúc này Hiếu choáng váng nằm vật ra thở lên từng hơi. Mặt hắn đỏ lên bừng bừng. Máu tươi từ trên trán chảy xuống ướt hết một bên chân mày. Hắn lồm cồm bò dậy. Hận lại dùng hết sức bình sinh lao tới chụp lấy hắn rồi vật ra. Toan dùng tay bóc cổ thì Hiếu ném một nắm cát bụi vào mặt. Khiến Hận thoáng chốc theo quán tính nhắm chặt mắt lại. Thừa cơ hội Hiếu vung dao đâm mạnh vào bụng Hận. Phập. Á, ha ha ha. Bốp. Hiếu vung tay đấm thẳng vào mặt Hận. Khiến cậu ngã lăn ra đất. Hiếu lúc này mới bò dậy. Đưa tay chụp lấy tóc Hận vật ra đằng sau. Đoạn lại cười lên man dở. Ha ha ha. Mày sống tình nghĩa lắm sao? Tình nghĩa lắm phải không? Tình này. Nghĩa này. Phập. Phập. Liên tiếp hai nhát dao đâm mạnh vào bụng. Khiến Hận dãy lên mấy cái. Miệng hộc ra máu tươi. Hai mắt trợn ngược lên nhìn chằm chằm về phía Hiếu. Lúc này hắn mới từ từ đưa lưỡi dao sát lên trên cổ Hận rồi nhếch mép. Mày có biết tại sao anh hai lại hóa hổ không? Hà hà. Trước khi chết, tao sẽ cho mày biết toàn bộ sự thật. Há há. Hận nghe vậy thì trợn mắt. Miệng cậu ngáp ngáp lên mấy tiếng. Hiếu thấy vậy thì liền khoái chí. Đoạn hắn lên tiếng. Há há. Mảnh ngải ấy là thứ tao đưa cho anh hai dùng. Vốn bằng sức người thì không tài nào tìm ra được Trầm Hương một cách dễ dàng. Chỉ có loài hổ mới đánh hơi được cái mùi ấy rất xa. Hà hà. Thứ ngải mà tao đưa không phải là ngải mà bọn phu Trầm hay ngậm để có sức khỏe đi tìm Trầm. Mà nó chính là thứ ngải hổ. Há há. Người ngậm thứ ngải ấy chỉ sau một thời gian sẽ tự hóa mình thành hổ. Nhưng trong quá trình hóa hổ, kẻ ngậm ngải sẽ có được những khả năng đặc biệt của loài hổ. Nhờ vậy mà lần trước anh hai mới dẫn chúng ta đến chỗ tên thầy kia cùng với khúc gỗ Trầm Hương lớn. Hà hà. Chỉ là do hắn ngu nên mới bị ta lừa. Hà hà. Bây giờ có được khúc Trầm kia rồi thì cái mạng của chúng mày cũng chẳng cần giữ lại làm gì. Nói dứt lời thì lưỡi dao trong tay đã cứa mạnh vào cổ, từ từ cắt đứt từng sợi gân máu, phượt phượt. Máu tươi từ vết rách và những sợi gân máu kia bắn ra ngoài tựa như cái vòi sen trong nhà tắm. Hiếu cứa mạnh cho đến khi lưỡi dao chạm vào xương cổ vang lên từng tiếng kinh kít thì mới dừng lại. Cái đầu Hận ngã bật ra sau nghẹo sang một bên, máu từ cổ tuôn ra chảy ướt hết cả khoảng ngực lớn. Lúc này Hiếu mới đứng bật dậy, le lưỡi nếm lấy máu trên lưỡi dao. Sau đó lại chem chép cái miệng. Sau lại đưa mắt nhìn hai cái xác của hai người anh mình, nhếch mép cười đắc ý. Lúc này hắn mới đi nhanh vào trong, rồi đưa tay ôm lấy khúc gỗ Trầm kia, vừa đi ra vừa cười lên khằng khặc. Ha ha ha. Rốt cuộc mày cũng sẽ là của tao. Ha ha ha. Tao sẽ giàu nhất cái làng quê này. Há há. Của cải, vật chất, đàn bà. Há há. Tất cả rồi sẽ là của tao. Hiếu vừa nói vừa cười lên khoái chí. Hắn giờ đây như điên như dại, ôm chặt khúc gỗ Trầm kia vào người tưởng chừng như đang ôm con. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía hai cái xác, sau đó cứ thế mà bỏ mặc cả hai rồi xách cái đèn măng sông ung dung bước đi. Chợt lúc này có tiếng động phát ra bên tai khiến hắn giật mình khựng lại. Toan đưa mắt nhìn về phía hai cái xác, tưởng chừng như một trong hai vẫn còn sống. Hắn nheo mắt rồi rút con dao thủ sẵn trong tay, đi tới vung chân đạp mạnh, vật hai cái xác kia nằm ngửa ra. Nhận thấy không còn một chút sự sống nào thì hắn mới chịu quay đầu bỏ đi. Nhưng chợt có tiếng bước chân từ đằng xa đi tới khiến hắn giật mình đánh mắt nhìn xung quanh. Chợt lúc này hắn phát hiện một đôi mắt đỏ ngầu ngầu trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm về phía mình khiến Hiếu hoảng hốt. Cái gì kia? Tiếng gầm gừ của loài thú dữ lại vang lên. Hiếu dè chừng bước lùi lại.
Gió lạnh từ đâu thổi đến như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn nổi hết cả da gà rùng mình thêm mấy cái. Lúc này một tiếng gầm lớn vang lên. À uôm! Tiếng gầm khiến cho hắn phải giật bắn mình, ném khúc gỗ trầm ra khỏi tay rồi ngã quỵt xuống đất, hốt hoảng. Thầy! Thầy! Là thầy! Hắn run lên bần bật, cuống cuồng quay người bò tới ôm lấy khúc gỗ trầm rồi lồm cồm bò dậy. Từ bên trong bóng tối, bóng một con hổ vằn bước tới. Miệng nó gầm gừ để lộ bốn cái nang dài, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hiếu, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn về hai cái xác. Bỗng lúc này con hổ kia rơm rớm nước mắt, hai dòng lệ từ trong mắt nó chảy ra. Nó ngửa cổ lại gầm lên một tiếng lớn. À uôm! Tiếng gầm khiến cho Hiếu phải thất kinh hồn vía. Nhưng trong tiếng gầm ấy, tựa chừng như đang chất chứa một điều gì đó mà con hổ kia muốn bộc lộ ra ngoài. Hổ vằn lại đưa mắt nhìn về phía Hiếu rồi từ từ bước tới. Nó gầm gừ ngày một lớn, nanh dài cứ thế lộ ra, như đang cảnh báo cho kẻ trước mặt rằng cái chết đang cận kề. Từng bước đi của hổ vằn dẫm lên lá rừng, từng tiếng sột soạt vang lên. Hiếu lúc này vội vàng ôm lấy khúc gỗ trầm rồi lao người mà phóng thật nhanh. Thấy vậy con hổ lập tức đuổi theo sau. Hai chân trước nó phóng tới một đoạn 3 mét, đã áp sát sau lưng Hiếu. Lúc này hắn bất chợt quay lại, vung chân tung một cước đá thẳng vào đầu con hổ đánh bốp một tiếng. Sau đó lại co giò, vắt chân lên cổ mà chạy. Hiếu cứ thế mà ôm khúc gỗ trầm rồi cắm đầu mà chạy thật nhanh. Mặc cho khúc gỗ ngày một nặng, hắn vẫn nhất quyết không buông nó ra. Tiếng gió rít lên bên tai vù vù, tiếng bước chân uỳnh uỵch đằng sau cứ bám theo, khiến Hiếu càng thêm sợ hãi. Một người một hổ cứ thế mà rượt đuổi nhau trong đêm tối, mà chính con hổ kia lại là một kẻ săn mồi. Thoáng chốc hắn quay đầu lại thì thấy bóng con hổ đã áp sát cận kề, bộ vuốt dài phóng tới sau lưng. Hiếu hốt hoảng lao người nhảy bổ sang một bên, lăn mấy vòng trên đất. Con hổ sau lưng vồ hụt thì cũng mất đà lao về phía trước một đoạn. Sau đó lại quay đầu gầm lên. Hiếu vội vàng lao người bò dậy, chạy đến mà nấp sau lưng một thân cây đại thụ lớn. Hắn thở lên hồng hộc, chống ngực đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Con hổ vằn đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nó trừng lên đỏ chót, cúi gằm người rồi từng bước mà đi tới chỗ gốc cây. Tiếng thở cùng với tiếng gầm gừ vang lên khiến cho Hiếu ngồi im một chỗ nín thở. Cả người run lên bần bật, hai tay vẫn ôm chặt khúc trầm hương mãi không buông. Chợt lúc này, tiếng con hổ đã đi đến sát bên tai, mùi máu tanh sộc mạnh vào mũi, khiến hắn thoáng rùng mình, run run đôi mắt mà từ từ nghiêng sang nhìn. Gừ gừ! Á! Hắn chết điếng ngã vật ra đất khi thấy mặt con hổ vằn đã áp sát bên mặt mình. Bốn nanh dài dính đầy máu tươi đang chỉ về phía mình. Con hổ lúc này nhảy bổ lên người Hiếu. Đoạn lại ngửa cổ mà gầm lên. Hắn hốt hoảng chắp tay van xin. Không! Không! Thầy tha cho tôi! Thầy tha cho tôi! Con hổ lại đánh ánh mắt nhìn về phía Hiếu. Chợt một âm thanh vang vọng cất lên từ trong cổ họng. Loại người hai mặt tâm địa độc ác như mày thì không đáng sống trên cõi đời này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì Hiếu chố mắt hốt hoảng. Anh hai. À uôm! Phập! Á! Con hổ há to mồm cắn mạnh vào một bên cánh tay của Hiếu rồi giật mạnh, khiến cho cánh tay phải của hắn đứt lìa ra, máu thịt văng tứ tung. Con hổ cứ thế mà gặm cánh tay kia trong miệng rồi nhai ngấu nghiến. Hắn lúc này đau đớn đến tột độ, liên tục gào khóc van xin. Nhưng con hổ lại một lần nữa há miệng cắn đứt tay còn lại. Sau đó lại ăn một cách ngon lành. Máu tươi từ hai bên cánh tay đổ ra thành vũng lớn. Hu hu hu! Anh hai! Em chót dại! Em chót dại! Anh tha cho em! Hu hu hu! Em sai rồi! Em sai rồi! Dốp! Phập! Lời chưa dứt thì con hổ vằn đã há to miệng cắn nát đầu Hiếu. Não trắng bên trong văng ra rồi giật lên mấy nhịp. Hổ vằn nhai đầu Hiếu mà nước mắt tuôn ra giàn giụa. Nó lại ngửa cổ lên trời mà gầm lên một tiếng oan nghiệt. Dường như đang hối hận vì chuyến đi này. Chuyến đi đã cướp đi tất cả mạng sống của những người anh em thân thiết trong gia đình mình. Lúc này một bóng người lao tới, vung sợi chuỗi ném thẳng về phía con hổ đánh ầm một tiếng, khiến con hổ văng ra xa.
Năm lác lao nhanh tới rồi đưa mắt nhìn về phía cái xác thì tròn mắt. Khốn kiếp! Đến muộn một bước rồi. Đoạn lại đánh đôi mắt lác sắc lẹm của mình về phía con hổ. Sau đó thì gằn giọng. Nghiệt xúc! Chính mày đã giết chết những người anh em của mày. Con hổ vằn bò dậy. Hai mắt nó ứa lệ nhìn Năm Lác. Sau lại cất tiếng nói. Là chính nó đã hại bọn ta ra nông nỗi này. Nó đáng phải chết. Ta hóa hổ cũng chính là do nó hại. Năm Lác nghe vậy thì trố mắt. Lão lại gằn giọng. Lời của loài nghiệt xúc như ngươi liệu có đáng tin? Con hổ mới từ từ bước tới, thuật lại toàn bộ sự việc. Năm Lác nghe qua thì cũng buông xuôi thôi bắt quyết. Đánh mắt nhìn về phía cái xác không đầu không tay mà nhắm mắt chợt lưỡi. Sau đó lại đưa mắt nhìn về khúc gỗ trầm. Năm Lác siết chặt tay bắt kết ấn. Hỏa linh ấn. Phá. Âm. Ngọn lửa lớn từ tay Năm Lác đánh tới khúc gỗ trầm, khiến nó nổ tan tác thành những khúc gỗ nhỏ, rồi bốc lên cháy rực. Mùi hương dầu trầm bốc lên, lan tỏa hết cả cánh rừng già. Năm Lác trừng mắt siết tay. Mày đúng là họa, không phải phúc, chỉ là một khúc gỗ vô tri, đã cướp đi bao nhiêu mạng người. Chợt lúc này tiếng hổ gầm từ bốn phương tám hướng vang lên. Năm Lác đưa mắt nhìn xung quanh. Đoạn lúc này con hổ vằn lại lên tiếng. Đi thôi, bầy cọp chúng nó lần theo mùi hương trầm đến đây rồi. Ừ. Năm Lác quay sang. Đi đâu? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu sao? Đại trận trấn quỷ tăng. Nghe vậy Năm Lác liền trừng mắt. Ngươi biết chỗ đó sao? Ta có thể đánh hơi được. Ừ, rừng này cọp nhiều vô số kể. Nếu muốn bị chúng phanh thây xẻ thịt thì cứ ở lại đây. Ta đi trước. Nói đoạn con hổ quay đầu mà đi trước. Năm Lác đưa mắt nhìn xung quanh. Bên tai lại vang lên từng tiếng bước chân đang rầm rầm kéo đến. Hai, quả thực lời đồn không sai. Cọp Khánh Hòa, ma Quảng Trị, chưa nơi nào nhiều cọp bằng xứ Trầm Hương này. Nói đoạn Năm Lác vội vàng đi theo sau con hổ vằn. Một người một hổ cứ thế mà đi khuất sâu vào trong khu rừng tối, để lại cái xác của Hiếu cùng với những khúc gỗ trầm đang cháy rực. Gọi đến hàng trăm con hổ lớn nhỏ, đâu đó trong bóng tối, một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm về phía Năm Lác, rồi lại nở một nụ cười quái dị. Năm Lác cùng với con hổ vằn đi được một đoạn thì dừng lại. Hổ vằn đưa mỗi người ngửi rồi lên tiếng. Khoan đã, ngươi có nhận ra điều gì khác lạ không? Nghe con hổ hỏi thì Năm Lác cũng khựng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như vừa rồi cả hai chỉ đi một vòng tròn, rồi trở về lại chỗ cũ. Năm Lác cảm nhận có một luồng quỷ lực đang bủa vây xung quanh. Lão bước lùi lại mấy bước. Một bóng đen từ đâu xoẹt nhanh qua sau lưng, khiến Năm Lác giật mình quay lại. Nhưng lại không thấy ai, chỉ là cái bóng đêm sâu thẳm. Hổ vằn, ngươi có chắc chúng ta đi đúng đường không? Nhưng đáp lại câu hỏi của Năm Lác chỉ là sự yên lặng. Lão quay người nhìn lại thì không thấy con hổ kia đâu, mà bao trùm lúc này chỉ là một màu đen tối. Quỷ lực xung quanh lại dần dần áp sát. Năm Lác cảm nhận được lồng ngực mình đang bị đè nén xuống, tựa chừng như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh. Biết chuyện chẳng lành, lão đưa tay kết ấn Quan Âm, chùn tấn rồi lẩm bẩm khai nhãn chú. Hai mắt xuất hiện hai chữ vạn sáng rực. Sau đó mở trừng lên, một luồng đạo quang từ trong mắt đánh thẳng về phía trước, soi rõ từng ngóc ngách. Lúc này Năm Lác mới giật mình cả kinh. Lão thấy rõ mình đang đứng giữa một căn nhà lớn. Nói là căn nhà thì cũng không phải. Lão nhìn rõ hơn thì thấy xung quanh là tám cái cột lớn, đang chống đỡ cái mái vòm bên trên, tựa chừng như một cái vọng cát lầu. Năm Lác đánh mắt nhìn thẳng vào tám cái cột thì thấy rõ, trên đó khắc đầy những dòng kinh chú dùng để trấn tà. Nhưng tám cái cột kia đã bị dạn nứt đi rất nhiều. Lão đánh mắt nhìn thật kỹ tám cái cột, sau đó đưa chân bước lùi lại. Kịch một tiếng, lão đụng vào thứ gì đó đằng sau. Năm Lác quay lại thì chợt giật mình, vì trước mắt lão bây giờ là một cái quan tài với cái nắp đã được ai đó mở ra một nửa. Khí tức màu vàng đen từ bên trong thoát ra ngoài vô cùng mạnh. Lão Năm đánh mắt quan sát thì thấy nắp quan tài được khắc đầu dòng kinh chú Lăng Nghiêm. Từng đợt vân gỗ đỏ hiện lên trông vô cùng đẹp mắt. Đưa tay đặt lên thì cảm giác mặt gỗ bóng loáng lạnh toát. Mùi hương trầm từ từ bốc lên sộc vào mũi khiến lão nheo mắt. Thứ này làm bằng gỗ trầm. Lão đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa,
bây giờ mới để ý. Tám cái cột lớn kia cũng có đường vân y chang như nắp quan tài. Cả tám cái cột đang tỏa ra những luồng khí tức mờ nhạt, bao trùm lấy nơi này. Lão lại đưa chân từng bước nhẹ nhàng mà đi tới. Sau lại đánh mắt nhìn vào bên trong quan tài thì giật mình khiếp vía. Bởi thứ bên trong là một cái xác của một vị sư thầy với khuôn mặt trắng bệch. Hai cái nanh từ trong miệng dài ra quá cằm. Bộ chân mày thì xếch ngược lên. Trên đầu có đến 12 chấm đỏ. Da thịt vẫn còn nguyên vẹn. Chưa có dấu hiệu phân hủy. Năm lác run run nhìn xuống bên dưới. Thì thấy vị sư này mặc trên người một bộ cà sa đỏ. 10 móng tay dài ngoằng nhọn hoắt. Toàn thân xác chết này tỏa ra một luồng quỷ khí vô cùng lớn. Năm lác lẩm bẩm. Không lẽ đây là... Chợt chuỗi sợi 16 hạt trên cổ lão năm nóng rực lên. Chưa kịp làm gì thì bất ngờ cánh tay của cái xác kia đã vươn ra. Chụp lấy cổ năm lác bóp chặt. Khiến cho lão giật bắn mình không kịp kháng cự. Cái xác bất ngờ mở trừng trừng đôi mắt đỏ nổi đầy gân máu mà nhìn chằm chằm vào năm lác. Một giọng cười khanh khách vang lên. Pháp sư sao? Ha ha ha. Năm lác bị bóp chặt cổ thì trợn ngược hai mắt lên trắng dã. Chợt cánh tay của vị sư kia nhấc bổng năm lác lên cao. Hai chân lão dãy giụa cố tìm lấy điểm tựa. Nhưng lúc này cả thân xác đang lơ lửng giữa không trung. Xung quanh không có lấy một điểm tựa nào. Cái xác bất ngờ ngồi bật dậy. Vung tay ném mạnh năm lác ra xa. Thân đập mạnh vào trong cái cột đánh ầm một tiếng lớn. Rồi ngã lăn ra đất. Lão đưa tay ôm lấy cổ thì một cảm giác nóng rát lại nổi lên. Cái xác trong quan tài lúc này đứng bật dậy. Đưa mắt nhìn về phía năm lác rồi cười lên khanh khách. Ha ha ha. Bọn pháp sư chúng mày. Năm lần bảy lượt chấn yểm tao bên trong đại trận. Nay lại muốn đến tìm cách diệt tao sao? Năm lác bỏ dậy. Đưa tay ôm lấy cổ đau đớn rồi nhăn mặt. Mày là người tu Phật. Tại sao lại hóa quỷ? Lúc này tăng quỷ chắp tay ra đằng sau, rồi ngẩng cao đầu mà cười lên cao ngạo. Ha ha ha, không, tao là Phật. Lời vừa dứt, tăng quỷ lao tới vung tay chụp lấy năm lác. Luồng quỷ lực áp sát khiến cho năm lác bất động trong giây lát. Rồi bốp, một chưởng từ tay tăng quỷ đánh thẳng vào ngực khiến năm lác thét lên đau đớn. Lúc này tăng quỷ lại chắp tay, miệng lẩm bẩm. Di linh truy hồn sát. Từ sau lưng tăng quỷ, hai luồng quỷ lực lao nhanh tới, đánh thẳng về hướng năm lác. Lúc này năm lác mở tròn mắt rồi lập tức kết thủ ấn. Quan âm kết giới. Âm. Hai luồng thần lực đánh vỡ kết giới quan âm của năm lác, rồi hất văng lão ra xa. Toàn thân run lên bần bật. Tiếp tục là hai bóng hồn từ đâu lao tới. Vung đại pháp giáng xuống. Ầm ầm ầm. Sát. Quỷ tăng gằn giọng. Hai bóng hồn nhìn nhau rồi lập tức lao tới. Toan một chiêu bắt lấy hồn phách của năm lác thì bất ngờ. Năm lác bật dậy. Hai tay sáng rực hai chữ vạn. Đánh thẳng vào hai bóng hồn kia. Ầm ầm. Hai bóng hồn lập tức bị đánh văng ra xa. Năm lác đưa tay quẹt lấy máu trên khóe môi. Trừng mắt nhìn về phía tăng quỷ rồi gằn giọng. Mẹ kiếp thằng chọc. Muốn giết tao đâu có dễ. Nói đoạn năm lác lại đưa tay phải kết ấn. Ngón giữa và ngón áp út co vào lòng bàn tay. Ngón trỏ và ngón út duỗi thẳng. Ngón cái thì áp sát vào ngón giữa rồi chuỗi đầu móng về phía trước. Lần lượt ba đầu ngón tay chuỗi về trước tựa chừng như ba chân lư hương. Năm lác đưa tay vẽ lên không trung một đạo phù ấn bằng tiếng Phạn. Đoạn trừng mắt. Diệt. Đạo phù sáng rực rồi lao tới đánh thẳng vào hai bóng quỷ hồn. Ầm. Khói bụi văng lên mù mịt. Năm lác thừa cơ lao tới. Từ trong đám khói cánh tay lão đánh thẳng vào giữa ngực tăng quỷ. Vạn linh chấn quỷ pháp. Ầm. Một cú nổ lớn như trời giáng. Hất văng năm lác ra xa lộn mấy vòng rồi đứng bật dậy mà thủ thế. Đưa mắt nhìn vào trong lớp khói trắng mà dè chừng. Lúc này sau lưng năm lác lại vang lên giọng nói của tăng quỷ. Hà hà, đạo pháp không tệ. Bốp, ầm, bàn tay của tăng quỷ đánh thẳng vào lưng năm lác, khiến lão ngã nhào tới trước rồi thổ huyết. Tăng quỷ lại lao nhanh tới thì bất ngờ, năm lác quay người chắp tay rồi gầm lớn. Thanh long hộ pháp thần. Ầm, một luồng sáng lóe lên từ bên cánh tay trái của năm lác, đánh văng tăng quỷ ra xa. Lúc này năm lác đứng bật dậy, cởi phăng cái áo trên người ra ngoài. Để lộ những hình xăm long hổ hai bên,
chữ vạn ở giữa ngực cùng với hình xăm con rồng xanh đang rực sáng. Năm lác chùn tấn, hai tay bắt long chảo, khuôn mặt ẩn hiện hư ảnh một cái đầu rồng đang há to miệng mà gầm lên thị uy trước kẻ thù. Tăng quỷ thấy vậy thì đưa tay xoa ngực, đoạn trừng mắt. Thanh long hộ thể sao? Hà hà, lại còn có chấn vạn linh. Mày là người nhà Phật. Hà hà, được. Dứt lời tăng quỷ trừng mắt, hai tay kết ấn quan âm, rồi liên tục niệm chú. Hàng loạt bóng quỷ xuất hiện xung quanh hắn, rồi dương mắt nhìn về phía Nam Lác như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn càng niệm chú thì những bóng hồn kia càng hung hãn, thi nhau gào rú lên. Lúc này Nam Lác toàn thân đổi thành một màu xanh lá, những đường vân vẩy rồng ẩn hiện nổi lên. Lão ngửa cổ gầm lên một tiếng long ngâm, tăng quỷ cũng trừng mắt. Sát! Đám quỷ hồn lập tức phóng tới, vung tay đánh ầm ầm về phía Nam Lác. Lão cũng lập tức lao đến, giáng từng đòn long chảo về phía đối phương. Ầm, ầm. Nam Lác xoay người rồi vung chảo đánh thẳng đầu một quỷ hồn khiến nó gào lên đau đớn, rồi lập tức bị đánh cho hồn siêu phách tán. Lúc này hai bóng quỷ khác lại lao đến sau lưng, đưa tay toan muốn đâm mạnh vào lưng thì choang, hình xăm vi đà hộ pháp sau lưng Nam Lác lóe sáng, đánh bật hai quỷ kia ra. Một luồng đạo quang đánh tới khiến cho hai bóng quỷ tan thành cho bụi. Nam Lác xoay người, long chảo liên tiếp giáng xuống. Ầm ầm ầm. Bàn long cước. Ầm. Lão Năm hạ thấp người rồi tung cước đánh thẳng về phía trước, đá văng hàng chục bóng quỷ hồn về phía tăng quỷ. Nam Lác khựng lại rồi thở lên hồng hộc, đưa mắt nhìn đám quỷ hồn còn lại rồi trừng mắt há to miệng gầm lớn. Thanh long nuốt nguyệt. Từ trong miệng Nam Lác, một luồng thần lực cực lớn đánh tới, rồi như một lực hút lớn mà hút lấy toàn bộ quỷ hồn về phía mình. Hai bóng quỷ hồn đứng gần liền bị Nam Lác hút thẳng vào trong bụng. Những cái bóng khác thấy vậy thì gào thét, lập tức quay người toan bỏ chạy. Nhưng chân lão lại dẫm mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất rung chuyển tạo nên một lớp kết giới bao trùm lại tất cả. Lúc này tăng quỷ trừng mắt rồi kết ấn di đà. Một chữ vạn vàng đen từ tay hắn đánh thẳng vào giữa ngực Nam Lác. Keng. Chữ vạn đầu tiên đánh vào lớp da cứng như sắt của đối phương liền bật ra ngoài. Tăng quỷ lại giáng tiếp hai chữ vạn khác lao tới. Ầm. Hai chữ vạn đánh cho kết giới bên ngoài vỡ tan. Sau đó thì đánh thẳng vào ngực Nam Lác, khiến lão ngã lăn ra đất mà thổ huyết. Ha ha ha. Đạo nhân, đứng dậy đấu tiếp đi chứ. Tăng quỷ vung tay phóng tới. Bất ngờ bóng của một con bạch hổ từ cánh tay phải của Nam Lác xuất hiện, rồi lao nhanh tới vồ lấy tăng quỷ. Chát chát chát, bốp bốp bốp. Liên tiếp là những cú tát như trời giáng từ tay bạch hổ đánh thẳng về phía đối phương. Tăng quỷ cũng chẳng kém cạnh, hắn liên tiếp vung tay đỡ lấy từng đòn đánh. Sau đó thì một đóa sen từ giữa lòng bàn tay giáng thẳng vào đầu bạch hổ, khiến nó choáng váng, loạng choạng lùi ra xa. Lúc này tăng quỷ đưa một chân ra sau thủ thế, bạch hổ cũng cúi gằm người dè chừng. Hà hà, được, được lắm. Từ khi thoát ra khỏi đại trận, ta chưa đánh trận nào sảng khoái như trận này. Lời vừa dứt thì hắn chắp tay, tụng chú Lăng Nghiêm. Xung quanh người hắn sáng rực lên, chú Lăng Nghiêm ẩn hiện khắp người rồi lao tới giáng thẳng vào bóng bạch hổ. Ầm ầm ầm. Phật lực từng đợt giáng tới, khiến bạch hổ hốt hoảng nhảy phóc sang nhiều bên né tránh. Nam Lác lúc này ngồi bật dậy, hai chân chắp bằng, hai tay chắp lại trước ngực. Sợi chuỗi dài vắt trên tay đang sáng rực lên. Nam Lác gằn giọng. Vi đà hộ pháp, chân thân hộ thần pháp. Dứt lời Nam Lác vung tay ném sợi chuỗi lên cao. Sợi chuỗi xoáy mạnh trên không trung. Sau lưng Nam Lác lúc này xuất hiện một bóng người to lớn, toàn thân mặc giáp phục màu vàng sáng rực, tay cầm kiếm dài, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, hai mắt trừng trừng nhìn về phía tăng quỷ rồi vung tay chỉ mũi kiếm về phía hắn. Một giọng nói vang vọng cất lên. Hung phạt. Ầm. Một đại thần lực từ thanh kiếm đánh tới, tăng quỷ lập tức tạo kết giới mà đỡ lấy. Lúc này tăng quỷ trừng mắt. Chân thân của ngươi là Vi Đà hộ pháp. Hừ, khốn kiếp. Hắn lùi lại ngồi chắp bằng, liên tục tụng niệm. Nhưng chợt bên tai lại vang lên hàng chục tiếng niệm chú khác khiến tăng quỷ giật mình mở mắt. Khốn kiếp! Là ai? Lúc này bóng 16 vị sư từ trong vòng chuỗi kia xuất hiện, ngồi chắp bằng mà bao lấy tăng quỷ bên trong, rồi liên tục trì tụng kinh Lăng Nghiêm trấn quỷ.
tăng quỷ siết chặt tay. Được, chúng mày muốn chết thì cứ lên hết đây. Ha ha ha. Từ trong người hắn rực lên một màu đen tuyền. Hai nanh dài từ miệng hắn lộ ra. Cả người nổi lên từng đợt cơ bắp cuồn cuộn. Từng dòng kinh lăng nghiêm bên ngoài đánh vào. Liền bị những luồng khí tức đen ngòm kia đánh bật ra xa. Lúc này tăng quỷ cười lên một tràng kinh dị. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng đen to lớn ngang bằng với Đức Vi Đà hộ pháp. Bóng đen này có đến bốn cánh tay. Tóc xõa dài. Toàn thân đen kịt. Trên cổ đeo một sâu chuỗi đầu lâu. Trên bốn cánh tay cầm bốn loại binh khí khác nhau. Sau lưng ẩn hiện một vòng bánh xe luân hồi. 16 vị sư kia vừa trông thấy bóng đen kia hiện rõ hình tướng, thì lập tức khiếp vía thốt lên. Là Atula. Hắn đã đọa vào Atula đảo. Đức Vi Đà hộ pháp vừa trông thấy bóng Atula xuất hiện thì đùng đùng nổi giận. Toàn thân tỏa ra Phật khí vô cùng lớn. Thanh kiếm trong tay sáng rực. Một giọng nói đầy uy lực từ ngài cất lên. Nghiệt xúc. Phàm là kẻ tu đạo. Chỉ một bước nữa thì đã đắc đạo thành Phật. Nhưng ngu dốt lại rẽ vào cõi Atula. Nay hộ pháp ta phải diệt ngươi để trừ hại cho dân. Atula gầm lên một tiếng. Chân kia dẫm mạnh xuống đất. Đánh mắt nhìn về phía Đức Vi Đà rồi cười khằng khặc. Đoạn lại lên tiếng. Thất kiện đà. Đã lâu không gặp. Ha ha ha. Tên chó giữ cửa chùa đây sao? Hỗn. Lời vừa dứt. Đức Vi Đà lao tới. Vung kiếm giáng ầm ầm xuống chỗ Atula. 16 vị thiền sư cũng lập tức chắp tay mà trì tụng kinh lăng nghiêm. Từng đợt kinh chú đánh tới ầm ầm. Atula vung tay đỡ lấy thanh kiếm của Vi Đà. Vung tay còn lại mà đâm tới. Vi Đà vung chân đánh bốp một tiếng. Thanh kiếm trong tay Atula văng ra xa. Hai bóng hình to lớn áp sát tới ăn miếng trả miếng với nhau. Từng đợt thần lực được đánh ra. Đại pháp đối đầu rồi nổ lớn. Atula vung kiếm chém tới. Vi Đà lại xoay người vung lá cờ mà đỡ. Ầm. Lá cờ lớn hất lên cao. Đoạn lại giáng xuống. Atula hai tay chắp lại rồi tạo kết giới đỡ lấy. Ầm. Tiếng nổ lớn phát ra khiến cho năm lác bật cả máu tai. Lồng ngực đè nén xuống dường như là chịu không nổi. Năm lác thân chỉ là một phàm nhân, nên cũng chẳng cầm cự được lâu. 16 vị sư thấy tình hình không ổn thì liền lao nhanh tới. Niệm chú tạo kết giới đỡ lấy cho năm lác hai chiêu. Ầm ầm. Đức Vi Đà lúc này bỗng nhiên mờ nhạt dần đi. Năm lác run lên bần bật. 16 vị sư liền trừng mắt. Thí chủ, người dáng cầm cự. Chúng tôi sẽ đưa người đi khỏi đây trước, rồi mới tính kế quay lại trấn yểm tên quỷ tăng này. Năm lác lúc này bỗng dưng ngã bật xuống đất. Máu từ miệng, mũi và hai hốc mắt chảy ra. Dường như là trụ không nổi nữa. Hư ảnh kia cũng dần mờ nhạt đi. Lúc này Atula cười lên khằng khặc. Hắn lao tới toan một đòn kết liễu. Thì lúc này 16 vị tăng kia đồng loạt chắp tay miệng hét lớn. Đại thủ ấn Di Đà kết giới. Ầm. Kết giới hình bàn tay Đức Phật Di Đà hiện lên. Đánh bật Atula ra đằng xa. Vụ nổ lớn rung động trời đất vang lên. Khiến cho tăng quỷ cũng phải bị đánh bật văng thẳng về một góc xa. 16 vị tăng đồng loạt bắt ấn rồi đưa năm lác thoát ra khỏi đại trận. Bóng con hổ vằn từ đâu lập tức lao tới. Cõng lấy năm lác trên lưng mà phóng chạy đi mất hút. Mãi cho đến 4 ngày sau thì năm lác mới giật mình tỉnh dậy. Toàn thân lão ê ẩm không còn một chút sức sống. Tay chân nặng trĩu không còn cử động được. Dường như đã bị đánh cho gãy vụn. Năm lác đưa mắt ngó nghiêng thì thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ. Lúc này bên tai lại nghe thấy giọng của ai đó đang nói chuyện. Năm lác cố gượng đầu dậy để nhìn nhưng không tài nào nhấc người nổi. Chợt lúc này một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Mận, con tỉnh rồi sao? Hà hà, thầy con tưởng mày chết rồi kia. Năm lác nghe tiếng nói kia thì giật mình đưa mắt nhìn sang. Lão ú ớ. Thầy. Hà hà, mày cũng gan nhỉ. Một mình đối đầu với tên quỷ tăng đọa kiếp Atula kia. Hóa ra người trước mắt năm lác là lão thọ thẹo. Năm lác toan ngồi bật dậy nhưng không được. Lão thọ liền ngồi xuống, rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai năm lác. Được rồi, nằm yên đó đi. Hà hà. Năm lác gắng gượng mà lên tiếng. Thầy, sao thầy lại ở đây? Lão thọ cười cười rồi lên tiếng. Mày có biết mày đang nằm ở đâu không hả con? Hà hà.
Chợt lúc này, một giọng nói khác lại vang lên. Bác thấy mày được một con hổ cõng chạy thục mạng từ trong đại trận trấn quỷ kia chạy ra. Biết chuyện chẳng lành nên đuổi theo một đoạn, thì mới cứu mà mang được mày về đây đấy. Năm lác lại đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông trạc độ 50 đang đi đến. Lão thọ lại lên tiếng. Đây là sư đệ của thầy, mày phải gọi là sư thúc. Hà hà. Thôi, gọi bác Tường đi cho nhanh. Năm lác khẽ gật đầu, rưng rưng nước mắt nhìn về phía lão thọ. Lúc này lão thọ lại cười cười. Chuyện này coi sinh tử đấy con ạ. Hà hà. Mày có biết thứ ấy là gì không mà dám một mình tới đó? Năm lác khẽ lắc đầu. Lúc này bác Tường mới lên tiếng. Hừ, nơi ấy là đại trận giam giữ một tên quỷ đội lốt thầy tu. Vào khoảng độ 100 năm trước, tại Long Quang tự có một tên cao tăng vô cùng tàn độc. Hắn tuy làm thầy nhưng lại không giữ giới, luôn ganh ghét, đố kỵ với các vị cao tăng khác trong chùa. Lại thích giở trò hãm hiếp phụ nữ, lại còn hành hạ các tăng trong chùa. Đến sau này mới lộ ra, ngoài làm thiền sư hắn còn là một kẻ buôn trầm hương khét tiếng ở vùng này. Dưới tay hắn đã giết không biết bao nhiêu người, chỉ vì muốn cướp lấy số trầm hương mà những người kia đang giữ. Hừ, sau này chuyện lộ ra thì hắn bị dân đánh chết. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng ngờ đâu chấp niệm quá lớn khiến hắn hóa quỷ, tự đọa mình vào trong cõi Atula. Đó chính là cõi dành cho những kẻ ác thần, nhưng chưa đạt tới ngưỡng Phật hay thần linh, vì còn mang lòng đố kỵ và ganh ghét thâm độc. Năm đó để diệt được cái họa lớn ấy, các tăng trong chùa Long Quang tự mới cho làm một cái quan tài bằng trầm hương. Đó là thứ gỗ có thể diệt trừ đi âm khí rất mạnh. Họ muốn dùng nó để chôn xác của tên cao tăng kia vào trong, rồi lập nên một đại trận trong rừng mà chôn sâu cái quan tài ấy xuống. Ngày này qua tháng nọ, dùng kinh chú để bài trừ nghiệp lực của hắn. Nhưng cũng bởi cái quan tài trầm hương ấy mà những kẻ phu trầm lại nổi lòng tham, nhiều lần tìm đến muốn trộm cái quan tài ấy đi, nên mới có chuyện tên tăng quỷ ấy nhiều lần thoát ra ngoài. Đến nay đã là lần thứ tư hắn thoát được ra ngoài mà hoành hành. Mỗi lần thoát ra được thì quỷ lực của hắn càng mạnh. Hai, cũng may mấy đêm trước khi mang con về đây, ta mới phát hiện hai đạo bùa được xăm trên người là của sư huynh ta, nên mới đánh điện tín, gọi người tức tốc đến đây. Lời vừa dứt thì bên ngoài có tiếng hổ gầm lớn. Bác Tường đưa mắt nhìn ra thì thấy là con hổ vằn đêm qua cõng năm lác trên lưng. Lần này nó quay lại đứng trước nhà, trên cổ còn đeo một sợi chuỗi dài 16 hạt lớn. Cả hai đi ra vừa trông thấy thì liền đưa mắt nhìn nhau, thọ thẹo nheo mắt rồi lên tiếng. Hừm, con hổ này là do ngài mà hóa thành. Tường, em cứu nó được không? Bác Tường nheo mắt rồi gật gù. Hà hà, thứ ngải này thì làm sao làm khó được em. Nhưng phải đợi đến đêm trăng tròn mới phá được. Lúc này giọng nói từ con hổ phát ra. Hai thầy nói thật không? Nếu thật vậy thì kính xin hai thầy mở lòng thương mà cứu tôi cái nạn lần này. Bác Tường cười cười. Hà hà, được, được, còn thứ kia. Cả hai đưa mắt nhìn về phía sợi chuỗi. Lúc này con hổ đi tới rồi cúi đầu đưa sợi chuỗi kia ra cho cả hai rồi lên tiếng. Đây là xá lợi của 16 vị sư. Bọn họ lần trước đã cứu lấy thằng em kia một mạng. Thọ thẹo đưa mắt nhìn nhìn rồi cầm lấy sợi dây chuỗi. Nhắm mắt một lúc rồi gật gù. Được, vậy thì phiền các thầy lần này vậy. Bác Tường đưa mắt nhìn sang, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Sau lại gật gù với lão thọ. Xế chiều hôm ấy lão thọ cùng với bác Tường mang theo ít đồ lễ, rồi đi nhanh đến đại trận trấn giữ tên tăng quỷ. Để lại năm lác đang nằm trị thương ở căn nhà nhỏ, bên ngoài là con hổ vằn đang canh giữ. Đứng trước đại trận là một cái vọng cát lầu với 8 cái cột lớn, đặt ở giữa là cái quan tài trầm hương chứa cái xác của lão tăng kia bên trong. Thọ thẹo đưa mắt nhìn đại trận thì hừ lạnh. Hừ, xem ra hắn cũng chẳng phải tầm thường. Nói đoạn lão thọ mang ra một cuộn chỉ đỏ, răng kín, nối hết 8 cái cột kia lại với nhau. Sau đó lão tháo sợi dây chuỗi rời hết các hạt ra ngoài, rồi đi đến chôn dưới mỗi cột ấy một cột 2 hạt chuỗi. Lần lượt 8 cột, cả thảy là 16 hạt. Lão thọ đánh mắt nhìn vào trong thì thấy tà khí đang tỏa ra ngày một lớn. Lúc này bác Tường bên ngoài cũng dùng máu gà vẽ xuống dưới đất một đại trận mạn đà la tam giác lớn.
Bên trong những hình tam giác mạn đà đều có vẽ những chữ phạn ngữ ngoằn ngoèo. Lão thọ đưa tay rút trong người ra 16 cái cờ nhỏ, sau đó cắm ở 8 hướng, xen kẽ 8 cái trụ, mỗi hướng 2 cây. Cả hai hì hục lập trận răng kín từ trong ra ngoài cả buổi thì trời đã tối. Lúc này lão thọ trên tay cầm một thanh kiếm sáng rực, bác tường thì cầm hai cái kích nhọn hoắt. Lão thọ cởi phăng cái áo trên người, để lộ ra thân thể bên trong được xăm dày đặc những dòng kính chú bằng tiếng Phạn. Bác tường thì lùi lại đứng đằng sau, chùn tấn rồi ngậm lấy hai lưỡi kích vào miệng, hai tay kết ấn, sau đó cắt máu mà nhỏ xuống đất. Lập tức đại trận rực sáng. Lão thọ ngồi chắp bằng, hai tay chắp trước ngực, thanh kiếm dài gác ngang qua. Cả hai đứng yên một lúc thì cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. Mây đen kéo đến che khuất đi bóng trăng mờ bên trên. Tiếng quạ kêu, hổ gầm khắp nơi vang lên, khiến cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Cái quan tài trầm hương bên trong bỗng dưng rung lắc lên dữ dội. Lão thọ trừng mắt. Hà hà, đến rồi sao? Lúc này từ trong cái quan tài đánh ầm một tiếng, một bóng người lù lù xuất hiện, toàn thân tỏa ra Phật khí bao trùm. Kẻ này mặc trên người một bộ cà sa đỏ, khuôn mặt hằn lên giận dữ với hai cái nanh dài quá cằm, hai tay chắp trước ngực rồi bước đi thẳng ra bên ngoài. Chợt khi vừa chạm vào trong sợi chỉ đỏ thì ầm, một luồng thần lực sáng rực màu đỏ đánh tới hất văng hắn vào bên trong. Lúc này quỷ tăng đưa hai tay ra trước đỡ lấy, chân bước một trước một sau mà trụ lại, đánh mắt nhìn xung quanh rồi gằn giọng: "Đạo nhân, chúng mày lại đến sao? Hà hà." Lời vừa dứt hắn vung tay kết thủ ấn, một chữ vạn lớn từ trong tay hắn giáng về 8 hướng, ầm ầm ầm. Bỗng từ 8 cái trụ lớn đánh thẳng vào 8 luồng Phật lực khác, ầm. Tăng quỷ trừng mắt, lao người phóng ra ngoài thì lão thọ đã vung kiếm mà phóng tới. Nghiệt xúc, hôm nay tao phải thay trời hành đạo. Choang choang choang, lưỡi kiếm trong tay lão thọ sáng rực lên, liên tiếp giáng xuống. Tăng quỷ hai tay tạo kết ấn rồi đánh trả. Hắn cười lên khanh khách rồi gằn giọng: "Chúng mày muốn đối đầu với Phật?" Lão thọ xoay người vung chân đá thẳng vào đầu tăng quỷ. Bốp! "Phật cái mà bố nhà mày, loại tăng quỷ như mày cũng đòi làm Phật sao?" Lời vừa dứt thì ầm, tăng quỷ vung tay, một luồng Phật khí đánh tới, khiến cho lão thọ phải giật mình hoành kiếm đỡ lấy. Lúc này bác tường vung kích lao lên, hai lưỡi kích sáng rực màu ánh kim, liên tiếp đâm thẳng về phía tăng quỷ. Ầm! Hắn hai tay kết đại thủ ấn Quan Âm mà đỡ. Thấy vậy lão thọ găm mạnh thanh kiếm xuống đất rồi gằn giọng: "Tiên thiên mạn đà trấn quỷ trận, khai." Lập tức trận pháp mạn đà bên dưới sáng rực lên, từng dòng kinh chú từ dưới đất bay lơ lửng trên không trung lao tới, đánh vào tăng quỷ. Hắn đưa tay lên tạo kết giới mà đỡ lấy. Ầm ầm ầm. "Chúng mày là người của Mật Tông, yêu tăng, biết sợ rồi sao?" Lão thọ lại chắp tay, toàn thân sáng rực lên từng dòng chú ngữ, khuôn mặt bắt đầu xảy ra dị biến. Bác tường lúc này đang ăn miếng trả miếng với tăng quỷ. Hai mũi kích đâm tới đâu thì hắn lại né được tới đó. Từ trong tay hắn hiện ra một sâu chuỗi đầu lâu, rồi vụt tới đánh trả. Ầm ầm ầm. Bác tường đỡ được 3 chiêu thì lập tức một cánh tay của tăng quỷ đánh thẳng vào lồng ngực. Ầm. Bác văng ra xa nhưng kịp vung tay phóng thẳng hai lưỡi kích kia tới chém ngang chân tăng quỷ. Ầm. Á. Bị chém hai nhát ngay chân. Tăng quỷ trừng mắt rồi lập tức vung sợi chuỗi mà đánh tới. Ầm. Sợi chuỗi giáng thẳng vào người bác tường, khiến bác ấy hét lớn một tiếng đau đớn rồi thổ huyết ra ngoài. Tăng quỷ toan lao tới thì thanh kiếm từ tay lão thọ phóng tới cắt ngang mặt, khiến tăng quỷ khựng lại, rồi lộn người ra sau mà né tránh. Lúc này lão thọ gằn giọng: "Yêu tăng, ngươi cũng là người tu Phật, nể tình Đức Phật có lòng từ bi ta cho ngươi một con đường hối cải, mau quay đầu mà buông bỏ chấp niệm, một lòng hướng đạo. Còn không thì đừng trách hôm nay bọn ta phải tận diệt ngươi." Yêu tăng trừng mắt, hai chân nóng rực bởi từng dòng chú phạn ngữ đang lao lên siết chặt lấy, đoạn lại quay sang: "Ha ha ha, hối cải sao? Ta làm tất cả cho đến hôm nay cũng chính là muốn mình thoát khỏi lục đạo luân hồi." "Thoát khỏi lục đạo luân hồi? Ngươi chẳng phải đã tu đến bậc cao tăng hiền trí rồi sao?" "Hà hà, phàm nhân chúng mày đúng là ngu dốt.
Cao tăng hiền trí rồi cũng chỉ là phàm nhân, cũng nằm trong lục đạo luân hồi khó tránh. Muốn thành Phật thì lại càng khó. Con đường ngắn nhất để tồn tại ngàn năm với đất trời chính là bước chân vào cõi ác thần Atula. Thiên hạ cho ta là ma, nhưng ta lại chính là Phật. Ha ha ha. Lão Thọ nghe thấy thì choáng váng đầu óc với cái lý luận của tên quỷ tăng này. Lão trừng mắt. Mẹ kiếp nhà ngươi, đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Là quỷ thì nhất định sẽ bị trời đất tận diệt. Lời vừa dứt, Lão Thọ chắp tay niệm chú Lăng Nghiêm. Từng dòng chú từ trong người Lão Thọ đánh ra phóng tới, đánh thẳng vào tăng quỷ. Cộng thêm đại trận bên dưới khiến cho tăng quỷ bị đánh đến trọng thương, quỷ lực rút đi đáng kể. Bác Tường lúc này mới gằn giọng: mau dồn nó vào đường cùng, kết thúc sớm đi anh Thọ. Lão Thọ trừng mắt: tao còn muốn đấu với Atula một trận. Lời vừa dứt thì ầm, một tiếng gầm lớn vang lên. Bóng Atula lù lù xuất hiện sau lưng tăng quỷ. Atula với bốn cánh tay, thân hình to lớn hiện ra, rồi lập tức lao tới tấn công kẻ trước mắt. Ầm ầm ầm, hai luồng đại pháp từ tay Thọ thẹo đánh tới chặn lại từng bước của Atula. Đại trận bên dưới bị nó dẫm cho mờ nhạt dần, nhưng không tài nào thoát ra bên ngoài được. Lão Thọ đưa tay cắn bật máu, sau đó chấm vào giữa trán mình một vệt tựa như con mắt thứ ba. Lúc này lão run lên bần bật, hai tay chắp lại miệng gầm lớn: ôm Iamantaka, hung phạt. Lúc này sau lưng lão Thọ lại hiện lên một bóng hình toàn thân xanh đậm, 8 đầu 16 cánh tay 16 chân, hiện tượng vô cùng hung tợn. Atula vừa trông thấy thì gằn giọng: Iamantaka hàng phục dạ ma. Hàng phục dạ ma Iamantaka chính là hiện thân tà ác của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Uy áp từ người dạ ma tỏa ra khiến cho Atula phải kinh sợ. Hắn bước lùi lại mà thủ thế. Lúc này một âm thanh vang vọng khắp núi rừng cất lên: hung phạt. 8 cái miệng lớn trên 8 cái đầu há to. Lửa lớn từ bên trong 8 cái miệng kia đánh thẳng tới, khiến cho Atula phải chết khiếp, liền vung tay tạo kết giới đỡ lấy. Ầm ầm ầm. Hư ảnh của dạ ma lao tới 16 cánh tay kết thủ ấn rồi liên tục giáng xuống. Atula đứng trước uy áp và thần lực của dạ ma thì khiếp sợ lép vế hơn rất nhiều. Hắn vừa đỡ vừa thoái lui. Ầm ầm ầm. Lão Thọ gằn giọng: hung phạt. 16 cánh tay đồng loạt thủ ấn, rồi một chưởng đánh thẳng tới, đánh tan hư ảnh của Atula. Tăng quỷ hốt hoảng gào thét: không, tại sao lại có thể? Lúc này lão Thọ trừng mắt: nghiệt xúc, tao chấp nhận trừ đi 10 năm tuổi thọ để cung thỉnh dạ ma, quyết diệt ngươi cho bằng được. Ầm, chỉ một đại pháp tiếp theo đã đánh cho tăng quỷ văng lại bên trong cái quan tài. Lúc này đại trận đã được lập sẵn, bởi 16 vị sư kia hiện lên ở 8 cây trụ lớn, đồng loạt tụng niệm kinh chú bùa vây mà bào mòn quỷ lực của tăng quỷ, giam hắn nằm yên bên trong. Lão Thọ thôi bắt ấn, gằn giọng: Tường, nhanh lên, phanh thây nó thành 8 khúc. Dứt lời cả hai lao nhanh vào, lập tức vung kiếm mà chém cái xác kia thành 8 khúc nhỏ, sau đó lại mang 8 khúc thân thể ấy chôn ở 8 góc chân cột. Mỗi chân cột đều có 2 vị cao tăng hiện lên, dùng kinh chú mà trấn áp quỷ lực bên trong, không cho nó tái hợp lại với nhau. Lúc này lão Thọ vung chân hất văng cái quan tài trầm hương ra bên ngoài, rồi kết hỏa ấn, đốt nó cháy thành cho bụi để tránh cái họa sau này. Lão Thọ còn cẩn thận hơn khi mang một chén gạo, kèm theo đó là 2 chén muối với nước đặt ở giữa. Sau đó thì kết trận giam Vọng Cát Lầu chẳng khác nào một cái nhà giam chỉ có vào mà không có ra. Kể tới đây, Năm Lác lại quay người đưa tay cầm lấy ly bia uống ực một hơi cho đã cơn khát. Lúc này 3 thằng kia lập tức vỗ tay bôm bốp: hay, tuyệt vời luôn anh Năm. Mà sao lại đặt 3 chén gạo, muối, nước kia ở giữa làm gì? Năm Lác à lên một tiếng rồi mới nói tiếp: à, thầy tao bảo rằng thứ đó để dẫn dụ ma đói vào trong. Chẳng may tên tăng quỷ kia thoát ra được thì ắt hẳn hắn phải tranh giành thức ăn với đám ma đói kia mới đủ sức mà tu luyện tiếp. Nhưng ma đói mà, chúng vô cùng háu ăn. Mục đích là muốn chúng và tên tăng quỷ kia sẽ tranh giành đồ ăn với nhau, không để thời gian cho hắn tu luyện thêm. Hà hà.
Nghe vậy thì ai nấy cũng đều ồ lên. Lúc này thằng Bảy mới lên tiếng. Hay, hay thật đấy. Nhưng mà chuyện này có thật không anh Năm? Ôi rồi ôi, tao kể đến tuột hơi mà chúng mày còn hỏi thế à? Bốp, một phát Năm Lác vung chân đá mạnh vào ghế Bảy Lươn, khiến nó ngồi không vững liền loạng choạng ngã ra đất. Những thằng khác thấy vậy thì phá lên mà cười. Cuộc nhậu lại tiếp tục cho đến quá nửa đêm mới tàn. Bốn anh em nằm vật ra ngủ một giấc thật say. Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới với những niềm vui mới. Nội dung của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thưa quý vị, tâm linh luôn là một điều bí ẩn mà đến giờ chưa thể lý giải. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị khán thính giả. Hoặc quý vị có thể xác minh xem mình đã từng gặp hay tin vào chuyện tâm linh hay không bằng cách comment bên dưới, cũng như để lại bình luận bên dưới video, giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như có động lực để làm ra những video tiếp theo phục vụ quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn và chúc quý khán thính giả một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.